Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 681, Lão tướng quân cổ. Lưu Lôi bị cảnh vệ của Tổng cục chấp pháp Thượng Hỗ bắt giữ, nhất thời cũng vội vã quỳ xuống, khóc lóc kể lể, gia chủ, chuyện này oan cho tôi quá. Tất cả là tại tên Tiêu Chính Văn đó, hắn đã dùng một phát súng bắn nát đầu ông hai. Lúc đó tôi đã muốn xông lên liều chết với Tiêu Chính Văn nhưng không có cách nào, thực tế là yếu không địch nổi mạnh. Không có ông hai, là mất đi người đáng tin cậy, anh em nhà họ Đàm như rắn mất đầu, mới bị Tống Hậu Lượng bắt tất cả cùng một lúc. Trong đầu Đàm Lệnh Hồ nghe thấy tên Tiêu Chính Văn, cau mày nói, Tiêu Chính Văn giết ông hai sao? Lưu Lôi gật đầu, đúng, chính là hắn, vốn dĩ mọi thứ đều tốt đẹp, ông hai đã cứu được cậu chủ Tử Thạch ra ngoài, nhưng Tiêu Chính Văn vừa đến thì thế trận liền thay đổi. Ngay cả ông hai cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, hơn nữa, tên Tống Hậu Lượng đó lại một mực tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Chính Văn, căn bản không coi nhà họ Đàm ra gì. Đàm Lệnh Hồ siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, chậm rãi chảy máu. Tiêu Chính Văn, mày với nhà họ Đàm không đội trời chung. Sau đó, Đàm Lệnh Hồ trừng mắt nhìn Lưu Lôi, nói, sao mày còn sống sót trở về? Chỉ một ánh mắt khiến Lưu Lôi lạnh toát sống lưng. Lưu Lôi vội vàng nói, thuộc hạ một lòng một dạ với nhà họ Đàm, tuyệt đối không hài lòng. Tôi có thể sống sót trở về đây thực ra là vì muốn đưa thi thể ông hai về cho gia chủ. Ngoài ra, Tiêu Chính Văn cũng bảo tôi mang hai đồ vật về. Đàm Lệnh Hồ vẫn cau mày như cũ, nói, đem ra đây, tao xem. Lưu Lôi lập tức mở chiếc hộp trên xe đẩy ra, đưa các mảnh ngọc bội vỡ của nhà họ Cổ đựng trong túi nhỏ cho Đàm Lệnh Hồ. Đàm Lệnh Hồ nhận lấy, mở ra nhìn xem, sau đó tức giận nói, Tiêu Chính Văn quá đáng lắm rồi. Rồi sẽ có ngày tao sẽ đích thân chém hắn làm nghìn mảnh, mới nguôi ngoai được nỗi hận trong lòng. Lưu Lôi cẩn trọng lấy ra một món đồ khác mà Tiêu Chính Văn bảo gã đưa cho Đàm Lệnh Hồ, đây là một bộ quần áo. Bộ quần áo này hơi nặng, hơn nữa điều quan trọng là trên bộ quần áo có rất nhiều hoa văn màu xanh, còn có thêu hình một con rồng vàng. Đàm Lệnh Hồ vừa mở ra nhìn, không biết rõ lai lịch của bộ quần áo này. Ông ta đưa bộ quần áo cho đội trưởng đội cảnh vệ. Bảo ông ta nhìn xem, cứ như thể ông ta có thể nhìn ra manh mối gì đó. Chu Nguyên Ngọ đưa tay đón lấy, mở ra xem. Một lúc sau, Chu Nguyên Ngọ lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết lai lịch của bộ quần áo này. Có điều, nhìn vật liệu thì có khả năng là từ trong quân đội, chắc là thuộc sở hữu của ai đó, thuộc hạ cũng không rõ lắm. Trước khi Tiêu Chính Văn ở rể nhà họ Khương, đã từng là lính giải ngũ. Sở hữu một áo chiến bào nhỏ nhoi này chắc cũng không khó khăn gì. Lưu Lôi nịnh nọt cười nói, hoặc là, đây là thuật che mắt của Tiêu Chính Văn, muốn khiến chúng ta đều phải kiêng dè, không dám tiếp tục ra tay với hắn. Đàm Lệnh Hồ trầm tư vài giây, sau đó xua tay sai người đưa Lưu Lôi xuống, giam vào trong nhà giam thẩm vấn kỹ càng. Lưu Lôi liền kêu gào, gia chủ Đàm, tôi thực sự một lòng trung thành. Ông nhất định phải tin tưởng tôi. Tiếng kêu oan của Lưu Lôi càng lúc càng xa, dần biến mất trong không khí. Chu Nguyên Ngọ cung kính nói, gia chủ, vậy chúng ta nên đối phó với Tiêu Chính Văn và Tống Hậu Lượng thế nào đây? Đàm Lệnh Hồ im lặng rất lâu mới nói, xem ra, chúng ta phải đến nhà họ Cổ ở chiến khu Đông Nguyên một chuyến rồi. Chu Nguyên Ngọ kinh ngạc nói, gia chủ, ý của ông là nhờ nhà họ Cổ giúp đỡ sao? Đàm Lệnh Hồ nói, chuẩn bị xe. Tôi phải lập tức tới nhà họ Cổ một chuyến. Đàm Lệnh Hồ nói là làm, ra lệnh cho phụ tá Chu Nguyên Ngọ, hai người sẽ tới nhà họ Cổ ở thành phố Tiên Xuyên. Chu Nguyên Ngọ lái xe, còn Đàm Lệnh Hồ ngồi phía sau, tỉ mỉ quan sát chiến bảo hoa văn rồng xanh. Chiến bảo này rốt cuộc có ẩn ý gì? Hai người đang trên đường cao tốc, lái xe khoảng 4-5 tiếng mới đến thành phố Tiên Xuyên. Nhà họ Cổ đã từng là thế gia tướng quân của phân khu chiến khu Đông Nguyên. Bất kể là trọng lượng lời kêu gọi trong quân đội hay là danh tiếng khắp tỉnh Giang Nam đều rất mạnh mẽ. Lão tướng quân nhà họ Cổ đã giải ngũ nhiều năm, tu dưỡng ở thành phố Tiên Xuyên. Quân đội nhà họ Cổ ngày nay đều do một tay Cổ Thiên Canh nắm quyền, với tư cách là người kế thừa của đại tướng quân Cổ. Cổ Thiên Canh ngày nay trong quân đội vẫn như mặt trời ban trưa, thậm chí còn trở thành thượng tướng ba sao. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã tới cổng lớn nhà họ Cổ. Đàm Lệnh Hồ chỉnh đốn lại trang phục, đứng nghiêm trước cổng nhà họ Cổ. Chu Nguyên Ngọ đến gõ cửa, lớn tiếng nói,
Đại tướng quân Cổ, chúng tôi là người nhà họ Đàm tới từ Thượng Hỗ, muốn gặp mặt lão tướng quân. Quản gia mở cổng cho Đàm Lệnh Hồ và Chu Nguyên Ngọ, không lâu sau, quản gia cho mời Chu Nguyên Ngọ và Đàm Lệnh Hồ lên tầng 2 của nhà họ Cổ. Quản gia gõ cửa. Vào đi. Sau cánh cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Quản gia đẩy cửa ra, giơ tay lên, ra hiệu cho Chu Nguyên Ngọ và Đàm Lệnh Hồ tiến vào. Đàm Lệnh Hồ dẫn đầu, sau đó bước vào trong phòng. Chu Nguyên Ngọ ôm một chiếc hộp, đi ngay đằng sau. Đây là một phòng đọc sách mang phong cách cổ xưa, bước vào cửa là có thể thấy một tấm bảng, phía trên có đề chữ văn phòng tứ bảo. Mắt nhìn xung quanh, có thể thấy từng chiếc bàn được làm bằng gỗ chắc. Trên chiếc bàn gỗ chắc có đặt một mảnh giấy, có một người lớn tuổi đang ngồi trước bàn, chậm rãi viết chữ. Đàm Lệnh Hồ bước lên phía trước nói, bác Cổ, cháu là Đàm Lệnh Hồ nhà họ Đàm. Lão tướng quân Cổ viết một nét chữ cuối cùng, sau đó chậm rãi lên tiếng, sao thế, thằng nhóc nhà họ Đàm, có việc gì cần tôi giúp đỡ sao? Đừng ngại cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đàm Lệnh Hồ hơi cau mày, nhếch mép nói, vậy thì cháu phải cảm ơn bác Cổ rồi. Lão tướng quân Cổ vuốt râu, ánh mắt toát lên vẻ đắc ý. Đàm Lệnh Hồ tiến lên nói, gần đây ở Tu Hà xảy ra một số chuyện lớn, thế lực ngầm của cháu ở Tu Hà bị một kẻ ở rể tên là Tiêu Chính Văn hạ gục. Hơn nữa con trai của cháu là Đàm Tử Thạch cũng bị Tiêu Chính Văn bắt vào nhà giam. Ác độc hơn là, em trai ruột của cháu là Đàm Bát Diệu cũng bị tên Tiêu Chính Văn bắn chết rồi. Đàm Lệnh Hồ khóc lóc kể lể, sắc mặt vô cùng tang thương. Lão tướng quân Cổ nghe xong liền kinh ngạc, cau mày hỏi, Tiêu Chính Văn ư? Sao một kẻ ở rể lại có thể có thủ đoạn động trời như vậy? Đàm Lệnh Hồ giải thích, tên Tiêu Chính Văn này không phải một kẻ ở rể tầm thường, trước đây hắn là một tên lính giải ngũ, hơn nữa, sau lưng hắn có Tổng Tư lệnh Tổng cục Chấp pháp Tu Hà là Tống Hậu Lượng chống lưng. Lão tướng quân Cổ còn đang suy nghĩ, có thể trở thành trụ cột của quân đội, không chỉ phụ thuộc vào vũ lực, mà quan trọng hơn là phải có thế lực khắp nơi và đặc biệt là phải có những mưu kế cực kỳ thâm sâu. Đàm Lệnh Hồ thấy lão tướng quân Cổ do dự không quyết định, liền thêm dầu vào lửa. Ông ta vung tay, Chu Nguyên Ngọ liền đưa chiếc hộp lên. Đàm Lệnh Hồ đưa mảnh ngọc bội vỡ của nhà họ Cổ đưa cho lão tướng quân Cổ, nói, bác Cổ, bác xem cái này đi. Chương 682, Chiến bào hoa văn rồng xanh. Lão tướng quân Cổ lấy chiếc hộp bên trong chiếc túi nhỏ, vừa liếc qua liền lập tức nổi giận, mở miệng quát, thằng nhóc nhà họ Đàm, cậu có ý gì hả? Đàm Lệnh Hồ vội quỳ xuống, thận trọng nói, bác Cổ trách nhầm cháu rồi, đây không phải do nhà họ Đàm làm, mà là do Tiêu Chính Văn. Lão tướng quân Cổ tức giận nói, lại là Tiêu Chính Văn. Đúng vậy, chính là Tiêu Chính Văn. Đàm Lệnh Hồ nham hiểm nói, hôm qua, em trai Đàm Bát Diệu của cháu đưa ngọc bội nhà họ Cổ tới Tu Hà. Kết quả tên Tống Hậu Lượng kia không những không cảm kích, thậm chí còn không nể mặt lão tướng quân Cổ. Quan trọng là tên Tiêu Chính Văn đó, hắn còn ném vỡ ngọc bội, sai người trả về. Đây hoàn toàn là coi thường nhà họ Cổ, coi thường lão tướng quân Cổ. Lão tướng quân Cổ lập tức trừng lớn mắt, giận dữ nói, có chuyện này thật sao? Đàm Lệnh Hồ gật đầu nói, là Tiêu Chính Văn không những tát vào mặt nhà họ Đàm, mà còn tát vào mặt bác Cổ. Hoa quốc này, ai mà không biết chỉ có nhà họ Cổ sở hữu miếng ngọc bội này chứ? Sắc mặt lão tướng quân Cổ tái mét, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì chúng ta đi bắt hắn. Đàm Lệnh Hồ nhếch miệng cười khẩy. Nếu nhà họ Cổ ra mặt, thì một Tổng cục Chấp pháp Tu Hà nhỏ bé căn bản không có gì đáng để cân nhắc nữa. Diệt trừ Tống Hậu Lượng, thì chẳng phải sẽ dễ dàng khống chế được Tiêu Chính Văn hay sao? Lão tướng quân Cổ liếc mắt, lại thấy trong chiếc hộp còn một chiếc chiến bào hoa văn rồng xanh. Lão tướng quân Cổ chỉ vào nó rồi hỏi, thứ gì trong chiếc hộp đó vậy? Đưa lại đây cho tôi xem. Đàm Lệnh Hồ vội vàng sai Chu Nguyên Ngọ đưa đồ vật lên, bác Cổ, chiếc áo choàng này cháu cũng muốn đưa cho bác xem. Đây là thứ mà Tiêu Chính Văn đưa đến, có thể trong này ẩn chứa huyền cơ gì đó, hiện giờ cháu không nhìn thấu, nên mới mang tới cho bác Cổ xem. Chu Nguyên Ngọ trải chiếc áo lên mặt bàn. Lão tướng quân Cổ cầm lấy chiếc áo lên sờ, những đường hoa văn sáng màu này khá kỳ lạ, nhất là hình con rồng vàng được thêu trên áo đập vào mắt. Lão tướng quân Cổ sững sờ tại chỗ, rơi vào trầm tư. Trước đây cụ ta hình như đã nghe nhắc đến chiếc áo choàng này,
Đàm Lệnh Hồ hỏi, sao thế ạ? Có vẻ như bác cổ đã nhận ra chiếc áo này, có huyền cơ gì thật sao ạ? Đàm Lệnh Hồ và Chu Nguyên Ngọ ở bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi kết luận của lão tướng quân cổ. Đột nhiên, ánh mắt lão tướng quân cổ sửng sốt, toát lên vẻ kinh ngạc. Lão tướng quân cổ hỏi thẳng, thằng nhóc họ Đàm, cậu nói cái áo choàng này là ai đưa tới? Đàm Lệnh Hồ tiến lên một bước, cười nói, bác cổ, sao thế? Đây là do Tiêu Chính Văn đưa cho ạ. Chiếc áo choàng này có gì bất thường sao? Ánh mắt lão tướng quân cổ lập tức tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất. Đàm Lệnh Hồ vội vàng giữ lấy lão tướng quân cổ, hỏi gấp, bác cổ, bác không sao chứ? Lão tướng quân cổ lắc đầu, bảo Đàm Lệnh Hồ bỏ tay ra, tức giận nói, người đâu, tiễn khách. Nghe xong, Đàm Lệnh Hồ hoảng hốt. Sao thế, bác cổ, xảy ra chuyện gì vậy? Đàm Lệnh Hồ thắc mắc. Lão tướng quân cổ nói, từ giờ trở đi, cậu đừng tới Tiên Xuyên nữa, nhà họ cổ và nhà họ Đàm không còn quan hệ gì hết. Lão tướng quân cổ thẳng thắn cắt đứt quan hệ với Đàm Lệnh Hồ, coi ông ta như thể một ngôi sao chổi. Quản gia tiến vào nói, hai vị, mời. Đàm Lệnh Hồ hoài nghi, quỳ xuống, bác cổ, nếu cháu đã đắc tội gì với bác thì mong bác cứ nói. Nếu có chuyện gì vẫn mong bác cổ nói rõ ràng, cho cháu chút gợi ý. Lão tướng quân cổ bất lực thở dài, lắc đầu, nhắc nhở, tôi chỉ nói một câu, nhà họ cổ chúng tôi không dây vào Tiêu Chính Văn được, nhà họ Đàm các cậu càng không dây vào được đâu. Đàm Lệnh Hồ còn muốn lấy thêm ít thông tin từ lão tướng quân cổ, nhưng lão tướng quân cổ đã phất tay, ý bảo quản gia đưa họ ra ngoài. Đàm Lệnh Hồ ôm chiếc hộp bước lên xe với Chu Nguyên Ngọ. Vẻ mặt Đàm Lệnh Hồ đầy nghi hoặc, hỏi, Nguyên Ngọ, cậu thấy sao? Chu Nguyên Ngọ vừa lái xe vừa nói, có thể khiến lão tướng quân cổ sợ hãi như vậy, tên Tiêu Chính Văn này nhất định không phải tên ở rể nhà họ Khương tầm thường. Theo thuộc hạ thấy thì Tiêu Chính Văn có thể đang che giấu thân phận nào đó, hơn nữa, hắn rất có khả năng là nhân vật lớn trong quân đội. Đàm Lệnh Hồ điên tiết nói, nếu thật như vậy thì mối thù của nhà họ Đàm tôi sẽ không trả được rồi. Chu Nguyên Ngọ nghĩ ngợi rồi nói, nếu thế lực của Tiêu Chính Văn có thể khiến lão tướng quân cổ nhà họ cổ phải dè chừng, chỉ e là chuyện báo thù của nhà họ Đàm không dễ dàng như vậy. Thuộc hạ thấy không những thù không báo được, mà nhà họ Đàm chúng ta còn phải tỏ ra yếu kém. Lời nói của Chu Nguyên Ngọ khiến Đàm Lệnh Hồ nổi giận. Không thể nào, là Tiêu Chính Văn bắt con trai tôi vào tù trước, sau đó lại giết chết em trai tôi. Mối thù này không báo thì sao nhà họ Đàm tôi có thể đứng vững ở thượng hỗ này được nữa đây? Chu Nguyên Ngọ câm như hến, một cấp dưới như ông ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi được quyết định của cấp trên. Đàm Lệnh Hồ dựa vào xe, mệt mỏi muốn ngủ. Trải qua mấy tiếng lặn lội đường xá xa xôi, Đàm Lệnh Hồ và Chu Nguyên Ngọ cũng quay về nhà họ Đàm ở thượng hỗ. Đàm Lệnh Hồ vừa bước vào thì người làm tới báo cáo. Gia chủ, vừa nhận được tin tức. 50.000 binh lính tập hợp ở Tu Hà, thế trận rất lớn. Đàm Lệnh Hồ là Tổng Tư lệnh Tổng cục Chấp pháp Thượng Hỗ, nắm rất rõ việc bố trí lực lượng canh phòng xung quanh Thượng Hỗ. Ông ta biết trong thời gian ngắn không thể tập hợp được nhiều binh lính ở Tu Hà như vậy, trừ phi là nhân vật lớn nào đó, hoặc là có một trận đánh lớn nào đó. Nhưng nếu phải đánh một trận lớn, thân là Tổng Tư lệnh Tổng cục Chấp pháp Thượng Hỗ, ông ta chắc chắn phải biết tin. Xem ra, chỉ là đón tiếp một nhân vật lớn trong khu vực Tu Hà mà thôi. Chẳng lẽ, Tiêu Chính Văn thật sự còn có bản lĩnh phi thường nào nữa? Bỗng nhiên, Đàm Lệnh Hồ gọi Chu Nguyên Ngọ tới, nhanh, dẫn Lưu Lôi tới đây cho tôi phải đích thân tra hỏi. Chu Nguyên Ngọ lập tức cung kính đáp, vâng. Một lúc sau, Chu Nguyên Ngọ đưa Lưu Lôi quay về nhà họ Đàm. Lưu Lôi quỳ rạp, khiếp sợ nói, gia chủ Đàm, tôi thật sự trung thành với nhà họ Đàm. Tuyệt đối không hài lòng. Ông đừng nghe người khác nói lời dèm pha. Đàm Lệnh Hồ trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Lôi, tức giận nói, tiếp theo, tao hỏi, mày trả lời, nếu như có nửa câu nói dối tao sẽ bắn chết mày. Lưu Lôi đập mạnh đầu xuống đất, nói tôi nhất định biết thì nói không biết thì thôi, tuyệt đối không nói dối nửa lời. Sắc mặt Đàm Lệnh Hồ u ám, hỏi, mày nhận xét thế nào về Tiêu Chính Văn? Lưu Lôi suy nghĩ một lúc, mới nói, hắn là một kẻ rất mạnh, ngay cả hai tướng mạnh dưới trướng của tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, ngay cả ông hai cũng đánh không lại hắn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không dám tin hắn chỉ là một thằng ở rể bất tài.
Đàm Lệnh Hồ hỏi tiếp, sao Tống Hậu Lượng lại bao che cho Tiêu Chính Văn, mày có biết vì sao không? Lưu Lôi nói, thực ra mà nói không phải Tống Hậu Lượng bao che Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn ra lệnh cho Tổng Tư Lệnh Tống. Thuộc hạ cảm thấy tên Tổng Tư Lệnh Tống này rất nghe lời Tiêu Chính Văn. Đàm Lệnh Hồ nghe xong, tiến lên một bước hỏi, ý mày là tên Tiêu Chính Văn này rất không đơn giản sao? Lưu Lôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tuy rằng Tiêu Chính Văn biết chút võ công, nhưng nếu ông ra tay, nghìn quân vạn mã chắc có thể đánh bại hắn. Hắn chỉ là một thằng ở rể, sao có thể là đối thủ của ông một người đường đường là Tổng Tư Lệnh Tổng Cục Chấp Pháp chứ? Chương 683, nhà họ Đàm đến xin lỗi. Vừa nghe những điều này, Đàm Lệnh Hồ thở dài, hai, nếu thật sự như vậy thì nhà họ Đàm chúng ta cũng chỉ đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Đàm Lệnh Hồ vẫy tay, nói với Chu Nguyên Ngọ, phụ tá Chu, bắt Lưu Lôi lại, theo tôi đến nhà họ Khương ở Tu Hà. Lưu Lôi nghe vậy, mơ hồ khó hiểu hỏi, gia chủ Đàm, thật ra Lưu Lôi tôi một lòng trung thành với ông, nếu ông thật sự muốn san bằng nhà họ Khương thì tôi có thể trở thành trợ lực tốt nhất của ông. Đàm Lệnh Hồ lắc đầu, nói, không phải tôi tìm Tiêu Chính Văn trả thù, mà là muốn nhận tội, xin lỗi. Vừa dứt lời, Lưu Lôi trợn mắt há mồm kinh ngạc. Gia chủ nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ, Tổng Tư Lệnh Cục Chấp Pháp Thượng Hỗ, vậy mà lại muốn đến Tu Hà đích thân xin lỗi nhận tội với Tiêu Chính Văn. Toi rồi, xem ra hoàn toàn toi thật rồi. Bây giờ đã là đêm khuya, trong bầu trời đêm, vành trăng khuyết bị che khuất, thỉnh thoảng có ánh trăng len lói, chiếu vào cửa sổ của vô số nhà dân. Trên bầu trời đầy sao, có ngôi sao chớp sáng, vô cùng rực rỡ. Đàm Lệnh Hồ dẫn theo Chu Nguyên Ngọ và Lưu Lôi, lái xe không ngừng nghỉ đến sân bay, ngồi chuyến bay gần nhất, nhanh chóng đến Tu Hà. Thời gian với Đàm Lệnh Hà mà nói, chính là tương lai của nhà họ Đàm. Nếu như Tiêu Chính Văn không hài lòng, nhà họ Đàm có thể bị 50.000 binh lính san bằng trong nháy mắt. Khoảng chừng hơn một tiếng sau, gia chủ nhà họ Đàm mới đến sân bay quốc tế Tu Hà. Mà giờ phút này, người của Tu Hà đã nhận được tin tức, gia chủ nhà họ Đàm ngồi máy bay cả đêm chạy đến Tu Hà, không rõ mục đích, không rõ thời gian, ngay cả dẫn theo bao nhiêu người cũng không rõ. Tống Hậu Lượng gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn, báo cáo tin tức này với anh. Bây giờ anh ta đã nôn nóng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, nhưng Tiêu Chính Văn lại yên lặng uống rượu whisky. Tiêu Chính Văn nói thẳng, Tổng Tư Lệnh Tống, không cần lo lắng, mọi thứ đều trong tầm tay của tôi. Tiêu Chính Văn quyết tâm dẫn cả nhà Khương Học Bác đến nhà họ Khương xem kịch hay, suy cho cùng kể từ hôm nay, gia chủ nhà họ Khương sắp đổi chủ rồi. Dưới sự bày mưu tính kế của Tiêu Chính Văn, Tống Hậu Lượng cũng chạy đến nhà họ Khương. Mà lúc này, Khương Văn Kỳ lại không thể chợp mắt. Gia chủ nhà họ Đàm đích thân đến, chuyện này tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì, thậm chí có thể sẽ trở thành mồi châm lửa khiến nhà họ Khương cận kề với bờ vực phá sản. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiêu Chính Văn đưa Khương Học Bác đến nhà họ Khương trước. Khương Văn Kỳ chửi như tát nước, các người thì nhàn rỗi, ông hai nhà họ Đàm chết ở Tu Hà còn chưa được nửa ngày, gia chủ nhà họ Đàm đã chạy đến đây ngay trong đêm. Chắc chắn đến không có ý tốt. Nếu chút giận lên đầu nhà họ Khương thì nhà họ Khương chúng ta thậm chí có thể phá sản ngay. Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, đợi là được. Khương Văn Kỳ lại nói, đợi, ngoài đợi ra, chúng ta còn có thể làm gì nữa sao? Lẽ nào cậu còn cho rằng gia chủ nhà họ Đàm thật sự sẽ vứt hết thể diện đích thân đến nhà họ Khương để nhận lỗi à? Chung quy thì Khương Văn Kỳ vẫn không tin. Nhà họ Đàm này ở Thượng Hỗ là một doanh nghiệp giàu có 102, tuyệt đối không thể tự hạ thân phận xin lỗi một nhà họ Khương không tên tuổi ở Tu Hà được. Gia chủ, Đàm Lệnh Hồ của nhà họ Đàm đến rồi. Một người làm ngoài cửa vào thông báo. Khương Văn Kỳ hỏi, gia chủ nhà họ Đàm dẫn theo tổng cộng bao nhiêu người? Người làm đáp, dẫn theo tổng cộng 2 người. Khương Văn Kỳ suy đoán, toi rồi, đây chắc chắn là thông điệp cuối cùng của gia chủ nhà họ Đàm. Khương Văn Kỳ vội vàng đi thẳng ra đại sảnh, định tiếp đón gia chủ nhà họ Đàm. Nếu thật sự không ổn thì đợi lát nữa vứt hết thể diện, quỳ xuống trước gia chủ nhà họ Đàm. Khương Học Bác cũng đứng dậy định ra tiếp đón. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, để ông ta đích thân đến đại sảnh nhận lỗi. Khương Học Bác nghe vậy, nghĩ tới nghĩ lui liền quay trở lại. Khương Văn Kỳ liền nổi giận, để mặc gia chủ nhà họ Đàm bên ngoài, e rằng sẽ khiến nhà họ Đàm nổi giận.
đến lúc đó thật sự không có đường xoay sở nữa đâu. Khương Văn Kỳ xông thẳng ra cổng đón tiếp. Không giống như trong tưởng tượng của ông ta, câu đầu tiên của Đàm Lệnh Hồ lại là cậu Tiêu Chính Văn có ở đây không? Khương Văn Kỳ sững sờ hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, ở bên trong đại sảnh nhà họ Khương, vốn dĩ cậu ta cũng phải ra đón gia chủ Đàm, đặc biệt chuẩn bị xin lỗi gia chủ Đàm. Không không, Đàm Lệnh Hồ vội xua tay, chuyện không phải như vậy, tối nay tôi đặc biệt đến nhà họ Khương ở Tu Hà, là muốn xin lỗi cậu Tiêu Chính Văn. Cái gì? Gia chủ nhà họ Đàm thật sự đến tận nơi xin lỗi. Nhất thời Khương Văn Kỳ không phản ứng kịp, một câu của Tiêu Chính Văn vậy mà thật sự khiến gia chủ nhà họ Đàm vượt hơn trăm dặm trong đêm đến nhà họ Khương xin lỗi. Thấy Khương Văn Kỳ sững sờ, Đàm Lệnh Hồ vội cắt ngang, có thể đưa tôi vào gặp mặt không? Tôi phải xin lỗi trước mặt cậu Tiêu Chính Văn. Khương Văn Kỳ chỉ đành đưa Đàm Lệnh Hồ vào đại sảnh nhà họ Khương. Trong đại sảnh, Tiêu Chính Văn ngồi ngay ngắn trên ghế. Đàm Lệnh Hồ quỳ phịch xuống, cậu Tiêu, cậu rộng lượng từ bi, tha cho nhà họ Đàm của tôi lần này đi. Chúng tôi cũng là bị tiền tài che mờ mắt, mới cho người đối phó nhà họ Khương. Tiêu Chính Văn nói lời châm chọc, tôi tự tay đưa con trai ông vào nhà giam. Khương Văn Kỳ vội đẩy Tiêu Chính Văn, tỏ ý anh đừng nhắc đến chuyện không hay, lựa lời tốt lành mà nói. Kết quả, câu nói tiếp theo của Đàm Lệnh Hồ khiến Khương Văn Kỳ trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đàm Lệnh Hồ dõng dạc nói, đó là nó tự chuốc vạ vào thân, không thể trách cậu. Tiêu Chính Văn tiếp tục nói, tôi còn xử lý Lưu Lôi. Đàm Lệnh Hồ vẫy tay, ra lệnh cho Chu Nguyên Ngọ đưa Lưu Lôi lên, nói, Lưu Lôi lại dám ra tay với cậu. Cho dù cậu tha cho hắn thì nhà họ Đàm tôi tuyệt đối cũng không thể tha cho hắn. Hơn nữa, tôi cũng đưa hắn đến đây, giao cho cậu xử lý. Nếu cậu không nỡ ra tay thì Đàm Lệnh Hồ tôi sẽ bắn chết hắn, để hóa giải mối hận trong lòng cậu. Câu nói của Đàm Lệnh Hồ dọa Lưu Lôi sợ chết khiếp, vội vàng quỳ xuống van xin. Lúc này, đúng lúc Tống Hậu Lượng từ bên ngoài chạy vào đại sảnh nhà họ Khương, vừa hay nghe thấy những lời này, kinh ngạc ngẩng đầu. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Tống Hậu Lượng, Tống Hậu Lượng hiểu ý nói, nếu đã như vậy, cứ giao cho Tổng cục chấp pháp giam giữ đi. Đàm Lệnh Hồ nở nụ cười, như vậy, càng tốt, càng tốt. Tiêu Chính Văn lại nói, ông hai của nhà họ Đàm Đàm bát rượu, là tôi bắn chết chỉ với một phát súng. Trên mặt Đàm Lệnh Hồ hiện lên vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn nói, chú hai làm chuyện liều lĩnh, vừa hay nhận được sự dạy dỗ. Tiêu Chính Văn gật đầu, nếu đã như vậy. Gia chủ nhà họ Đàm về đi. Ông quản thượng hỗ cho tốt là được, sau này đừng nhúng tay vào chuyện của Tu Hà. Đàm Lệnh Hồ dập đầu cảm ơn, đưa Chu Nguyên Ngọ trở về thượng hỗ ngay trong đêm. Trên máy bay chuyên dụng, Chu Nguyên Ngọ nói, gia chủ, lẽ nào thật sự để thiếu gia ăn cơm tù cả đời sao? 2. Đàm Lệnh Hồ thở dài, trên gương mặt lộ ra vẻ bất lực, thân phận của Tiêu Chính Văn không hề nhỏ. Nếu vì thằng nhóc đó mà tiếp tục đối đầu với Tiêu Chính Văn, sợ rằng người chết không phải một mình ông hai nhà họ Đàm, mà là cả nhà họ Đàm đấy. Chuyện này tạm thời cho Tử Thạch một bài học đi. Chu Nguyên Ngọ không nói tiếp nữa, ông ta lựa chọn nghe theo quyết định của Đàm Lệnh Hồ. Với nhà họ Đàm mà nói, Tiêu Chính Văn thậm chí có thể trở thành tai họa ngập đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 684. Nhà họ Khương đổi thành họ Tiêu màn đêm vẫn thế, ánh sao thấp thoáng sau màn mây. Những cơn gió khẽ lùa qua tán lá cây kêu xào xạc, tiếng ve sầu kêu râm ran làm mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có của khu nhà họ Khương. Khương Văn Kỳ nhìn theo bóng lưng Đàm Lệnh Hồ rời khỏi nhà họ Khương, vẻ kinh sợ trong ánh mắt vẫn thể hiện rõ sự nghi hoặc và chấn động của ông ta lúc này. Đàm Lệnh Hồ đến nhà họ Khương ngay trong đêm, không vì báo thù mà là xin lỗi. Thế gia thượng hỗ lại đi xin lỗi một gia tộc hạng ba ở Tu Hà. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì Khương Văn Kỳ cũng không tin. Nhà họ Đàm là gia tộc giàu có hạng nhất ở thượng hỗ, sau lưng có nhà họ cổ của chiến khu chống lưng, vậy mà Đàm Lệnh Hồ lại chịu vứt bỏ danh dự của gia tộc để quỳ xuống xin lỗi. Khương Văn Kỳ ngồi vào ghế như ngồi trên mũi kim. Tiêu Chính Văn thật sự đã làm được. Lúc này, Tiêu Chính Văn lên tiếng, nhà họ Đàm đến tận nơi xin lỗi. Vị trí gia chủ nhà họ Khương có phải nên đổi chủ rồi không? Ánh mắt Tiêu Chính Văn thật sự nghiêm túc liếc nhìn Khương Văn Kỳ. Khương Văn Kỳ nhìn lại, nỗi sợ hãi trong lòng cứ thế dâng lên. Khương Học Bác cũng nở nụ cười,
ánh mắt nhìn Khương Văn Kỳ đầy vẻ thỏa mãn và hả hê. Một giây trước, Khương Văn Kỳ vẫn là gia chủ nhà họ Khương, nói một là một, hai là hai, vậy mà một giây sau đã trở thành con cá nằm trên thớt. Ông ta ngây ra tại chỗ, cúi đầu cau mày, không nói gì cả. Cùng lúc này, nghe nói gia chủ Đàm lệnh hồ của nhà họ Đàm đến nhà họ Khương, Tiết Mai và Khương Mỹ Nghiên cũng vội vàng chạy tới. Nghe đám người làm bàn tán, Tiết Mai và Khương Mỹ Nghiên biết được chuyện nhà họ Đàm đích thân đến cửa xin lỗi. Tiết Mai vội vàng cầu xin, cháu rể Tiêu Chính Văn à, đây chỉ là người trong nhà hiểu nhầm lẫn nhau, Văn Kỳ nhà chúng tôi ngày trước vẫn luôn khen ngợi cậu, nói cậu nhất định có thể khiến cho nhà họ Đàm đích thân đến trước cửa xin lỗi. Khương Học Bác thích thú nhìn Tiết Mai, yên lặng nghe bà ta tự biên tự diễn. Tiết Mai nói, mọi người là người một nhà, đều mong nhà họ Khương có thể ngày càng phát triển hưng thịnh. Nếu như nhà họ Khương chúng ta không bị người ngoài đến gây sự mà tự mình đã lựa chọn tranh cãi nội bộ, vậy thì không hay chút nào. Tiết Mai đẩy Khương Văn Kỳ, ý bảo mau cầu xin Tiêu Chính Văn, cố mà giữ lấy vị trí gia chủ nhà họ Khương không dễ gì mới giành được này. Khương Văn Kỳ không hề nhúc nhích, bảo ông ta đích thân nhận lỗi với Tiêu Chính Văn thì chi bằng đuổi cổ ông ta ra khỏi nhà họ Khương còn hơn. Khương Mỹ Nghiên cũng cầu xin, Tiêu Chính Văn, chuyện này bỏ qua đi nhé. Tiêu Chính Văn cười nói, bỏ qua, nực cười. Khương Văn Kỳ cũng phản ứng lại, khẽ cười nói, cháu rể Tiêu Chính Văn, trước đây tôi có lỗi với cậu, chuyện với nhà họ Đàm lần này quả thực là đại nạn của nhà họ Khương chúng ta, lần này biến nguy thành an, cậu là vua Bắc Lương cao xa vời vợi, mong cậu dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này có được không? Khương Học Bác nghe vậy thì không vui, cười nói, Khương Văn Kỳ, cậu anh vừa nói đúng là chẳng dễ nghe chút nào. Trước đây mấy người cười nhạo châm biếm con rể tôi, bây giờ nhà họ Đàm đến dập đầu nhận tội, chuyện này đúng sai ra sao cũng đã quá là rõ ràng rồi. Anh vẫn nên dựa theo thỏa thuận cá cược mà giao lại vị trí gia chủ nhà họ Khương đi. Đối với Khương Học Bác, thay vì giao quyền lực nhà họ Khương cho Khương Văn Kỳ, để ông ta chèn ép mình thì thà giao cho con rể mình còn hơn, có Khương Vi Nhan ở đây, bất luận thế nào thì địa vị của ông ta cũng được cao thêm một phần. Khương Văn Kỳ nghe vậy thì nổi giận, Khương Học Bác, chú đừng có mà quá đáng. Tranh giành giữa anh em ta nói toạc ra chính là tranh giành vị trí gia chủ nhà họ Khương. Giờ chú chấp nhận chịu lép vế trước Tiêu Chính Văn, giao cơ nghiệp cả trăm năm nay của nhà họ Khương cho một thằng con rể hay sao? Lời này của Khương Văn Kỳ vẫn có ý coi Tiêu Chính Văn như là người ngoài như cũ. Hoặc có thể nói, từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn chỉ là một người ngoài trong nhà họ Khương. Khương Học Bác đương nhiên biết bản thân không thể thừa kế nhà họ Khương, đành nói toạc ra, hừ. Chính Văn là con rể của nhà họ Khương tôi, đồng nghĩa với việc cũng là người nhà họ Khương chúng ta, nếu như Chính Văn muốn giữ vị trí gia chủ nhà họ Khương thì Khương Học Bác tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Chú! Khương Văn Kỳ không ngờ Khương Học Bác lại chẳng buồn quan tâm tới danh tiếng của gia tộc, đi ủng hộ một người ngoài. Ông ta nổi trận lôi đình. Nói chuyện nối nghiệp gia tộc từ trước đến nay đều như vậy. Là thế gia Tu Hà, nhà họ Khương cũng không ngoại lệ. Bố vẫn dưỡng bệnh trong bệnh viện, hiện nay đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, có thể sống tiếp qua giai đoạn nguy hiểm hay không vẫn còn chưa rõ, mà quyền lực của nhà họ Khương là do bố tự tay giao lại cho tôi. Thế tục Tu Hà đã thành lệ, giống như một ngọn núi lớn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển nổi. Khương Văn Kỳ muốn dùng thành kiến thế tục để khiến Tiêu Chính Văn từ bỏ chuyện kế thừa nhà họ Khương. Đủ rồi. Tiêu Chính Văn hét lên, cười khẩy nói, nhà họ Khương, tôi cho sống thì được sống, tôi bảo chết thì phải chết. Khương Văn Kỳ nghe vậy thì sống lưng ớn lạnh, đối với bọn họ mà nói, chủ soái Bắc Lương Tiêu Chính Văn giống như một ngọn núi cao mà bất luận thế nào cũng không vượt qua nổi. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự muốn làm gia chủ nhà họ Khương thì cho dù Khương Văn Kỳ có phản bác thế nào, cũng không thể lay động được địa vị của Tiêu Chính Văn. Đối với Khương Văn Kỳ, thậm chí là đối với cả nhà họ Khương, Tiêu Chính Văn là thần linh, lời anh nói chính là ý chỉ của thần. Tiêu Chính Văn thẳng thừng bỏ lại một câu, kể từ ngày hôm nay, tước bỏ tất cả chức vị của Khương Văn Kỳ tại tập đoàn nhà họ Khương, trở về làm một người không phận sự. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Khương, giao cho Khương Học Bác quản lý tất cả việc quan trọng của tập đoàn nhà họ Khương. Kể từ ngày hôm nay, nhà họ Khương chuyển thành họ Tiêu. Tiêu Chính Văn ngẩng cao đầu rời khỏi biệt thự nhà họ Khương,
tuyên bố từ giờ trở đi nhà họ Khương sẽ không còn Khương Văn Kỳ nào nữa. Nếu như toàn bộ Tu Hà đều cho con trai trưởng kế thừa gia nghiệp, vậy thì một mình Tiêu Chính Văn sẽ chống lại cả bầu trời. Gia sản nhà họ Khương không cho người ngoài động vào. Vậy thì Tiêu Chính Văn tôi lại càng muốn động vào, thậm chí còn muốn nó thuộc về mình. Cả đời này Tiêu Chính Văn tôi không đấu với người, chỉ đấu với trời. Khương Văn Kỳ ngồi thụp xuống mặt đất, cả người đờ đẫn. Toi rồi, toi thật rồi. Tiết Mai và Khương Mỹ Nghiên cũng sững sờ, ban nãy còn nói chuyện hòa hoãn, tại sao lại thay đổi trong chốc lát như thế chứ? Địa vị của Khương Văn Kỳ bị Tiêu Chính Văn thẳng tay chặn đứng rồi cắt đứt, mà Khương Học Bác lại trở thành kẻ nắm quyền điều hành nhà họ Khương. Tiết Mai nổi điên đánh Khương Văn Kỳ, lớn giọng quát mắng, ông xem ông kìa, lời hay thì không nói, cứ muốn mắng người, còn mắng cả Tiêu Chính Văn. Lẽ nào ông không biết tính mạng của cả gia đình ta đều nằm trong tay một mình cậu ta hay sao? Thế này thì biết làm sao đây, chả lẽ tôi với ông phải ra đường ăn xin à? Dù Tiết Mai có mắng chửi thế nào thì Khương Văn Kỳ cũng không động đậy. Khương Mỹ Nghiên quỳ trên mặt đất, nước mắt đầm đìa. Từ sau khi Khương Vi Nhan bị đuổi khỏi nhà họ Khương, cô ta luôn là viên minh châu quý giá của nhà họ Khương. Thế nhưng bây giờ, Khương Vi Nhan kiếm được một khoản tiền lớn, thay đổi chỉ trong nháy mắt, trở thành nữ doanh nhân thành đạt nhất Tu Hà. Mà chồng cô lại một tay lật đổ nhà họ Khương, khiến cho Khương Văn Kỳ không thể ngóc đầu dậy nổi. Tiêu Chính Văn để lại bóng lưng thẳng tắp, rời khỏi đại sảnh nhà họ Khương. Khương Học Bác đứng dậy tiễn Tiêu Chính Văn, sau đó quay người lại nói với Khương Văn Kỳ, Khương Văn Kỳ, kể từ ngày hôm nay, nhà họ Khương không phải nơi mà mấy người có thể sinh sống rồi. Nếu như anh khăng khăng không chịu làm theo thì chúng tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh thôi. Khương Văn Kỳ ủ rũ thở dài, nói chúng ta đi thôi. Chương 685, nhà họ Viên xuất hiện. Một mình Khương Văn Kỳ rời khỏi đại sảnh nhà họ Khương, nhìn bóng lưng của ông ta giống như già đi thêm vài tuổi. Khương Mỹ Nghiên và Tiết Mai đi theo sau lưng ông ta. Ba người Khương Văn Kỳ cùng rời khỏi đại sảnh nhà họ Khương ngay trong đêm. Sáng ngày hôm sau, tập đoàn nhà họ Khương chính thức tuyên bố Tiêu Chính Văn giữ chức chủ tịch tập đoàn nhà họ Khương, còn Khương Học Bác làm người đại diện của chủ tịch. Cuộc chiến tranh giành quyền lực gay gắt trước đó đã hoàn toàn hạ màn. Khương Học Bác trở thành người chiến thắng, còn Khương Văn Kỳ trở thành kẻ thất bại thảm hại nhất. Ba người Khương Văn Kỳ thuê một căn phòng để ở. Tiết Mai ngồi bên cạnh máy tính cắn hạt dưa, trên TV đang chiếu khung cảnh cả nhà Khương Học Bác được phóng viên phỏng vấn. Phóng viên hỏi, trước đây vẫn luôn có tin đồn rằng hai người con trai nhà họ Khương tranh đấu không ngừng nghỉ, anh em ông bên ngoài tỏ ra hòa thuận sau lưng lại dùng dao đâm nhau. Tôi muốn hỏi Chủ tịch Khương rằng ông nghĩ sao về điều này. Khương Học Bác đã thay đổi hình tượng ngày hôm qua, cả người mặc vest thẳng thớm, nói anh em thì sao chứ, tôi mới là người chiến thắng thật sự, không phải sao. Khương Học Bác cười nói vui vẻ. Hừ. Tiết Mai bực tức nói, ra vẻ cái nỗi gì chứ, không phải nhờ hết vào thằng con rể tốt đó sao? Không có Tiêu Chính Văn thì mấy người chẳng là cái thá gì. Không có Tiêu Chính Văn thì mấy người đã trở thành một đám chó hoang từ lâu rồi. Tiết Mai cố tình nhìn Khương Mỹ Nghiên, mắng mỏ, con nhìn Khương Vi Nhan kìa, tìm được một ông chồng tốt vừa có tiền vừa có quyền. Con thì sao, tìm một cậu ấm nhà họ Ngô, lại còn đứt gánh giữa đường. Khương Mỹ Nghiên lườm mắt. Không buồn để tâm đến Tiết Mai. Trên TV vẫn đang chiếu khung cảnh cả nhà Khương Học Bác được phỏng vấn. Phóng viên hỏi, thưa bà Từ Phân, bà Tiết Mai cũng được gả vào nhà giàu có giống như bà, vậy ấn tượng của bà về bà ấy thế nào ạ? Từ Phân vốn đã ưa nhìn, nay lại được trang điểm thêm, mặc bộ áo dài màu tím, trông vô cùng thướt tha và quý phái. Bà ta kinh ngạc nhìn phóng viên đó, nói một câu, Tiết Mai. Chị ta là ai thế? Tôi không thân quen lắm với chị ta. Anh đừng quy chụp chúng tôi lại làm một để nói. Nếu như còn bôi nhỏ tôi như vậy nữa thì tôi sẽ gửi cho anh thư thăm hỏi từ phía luật sư đấy. Từ Phân nở nụ cười sâu xa. Hừ. Tiết Mai ngồi trước màn hình TV phỉ nhổ. Cái loại gì đây? Không chịu nhìn xem bản thân là cái dạng gì. Còn bảo đừng quy tôi với cô lại làm một. Đúng thật là, không tự nhìn lại mặt mũi mình xem, cô xứng sao? Khương Văn Kỳ tắt TV. Nói, thôi đừng xem nữa, chỉ thêm buồn bực mà thôi. Tiết Mai nói bóng nói gió với Khương Văn Kỳ, ông nhìn con đàn bà Từ Phân kìa,
gương mặt cười cợt, giống như vừa trở thành một người thành công lắm vậy. Khương Văn Kỳ siết chặt nắm đấm, bực dọc nói, chúng ta vẫn chưa thua đâu. Mắt Tiết Mai liền sáng lên, vội vàng hỏi, sao thế, lẽ nào ông còn có cách khác có thể khiến chúng ta đảo ngược tình thế à? Vừa dứt lời, Khương Văn Kỳ rút ra một tấm danh thiếp màu đen, bên trên viết ba chữ lớn, nhà họ Viên. Ông ta giơ danh thiếp ra trước mắt Tiết Mai, gật đầu nói, đây chính là hy vọng để chúng ta đảo ngược tình thế. Chập choạng tối, Khương Văn Kỳ ăn mặc đàng hoàng, đêm nay ông ta hẹn gặp quản gia Viên Văn Sinh của nhà họ Viên. Viên Văn Sinh là một quản gia có địa vị tương đối cao trong nhà họ Viên, ông ta vẫn luôn thay nhà họ Viên giám sát động tĩnh của Tiêu Chính Văn. Có thể nói, các mối quan hệ của nhà họ Viên ở Tu Hà đều do Viên Văn Sinh kiểm soát. Viên Văn Sinh chính là tai mắt quan trọng nhất của nhà họ Viên ở Tu Hà. Viên Văn Sinh hẹn Khương Văn Kỳ tại quán cà phê Hương Mễ. Thời gian đúng 6 giờ tối. Khương Văn Kỳ đã đến quán cà phê Hương Mễ từ lâu, đợi nửa tiếng đồng hồ thì Viên Văn Sinh mới lững thững đến nơi, mở miệng nói, ông Khương, thật sự xin lỗi, cẩn trọng một chút là thói quen trong ngành của chúng tôi, ông đừng trách chúng tôi nhé. Khương Văn Kỳ cười nói, sao có thể chứ? Cẩn trọng một chút là tốt mà, nếu không thì chuyện hợp tác của chúng ta cũng không có cách nào tiếp tục được. Viên Văn Sinh nói bóng nói gió, gần đây, trên truyền hình vẫn đang bàn luận về em trai của ông, tôi xem mà vừa tức vừa sốt ruột. Tức vì rõ ràng ông Khương có tài hơn, tại sao lại bị kẻ gian ác như em trai mình cướp thời cơ. Sốt ruột là bởi tôi rất muốn giúp ông Khương một tay, thế nhưng không biết lúc nào thì ông Khương mới có thể cho tôi cơ hội. Khương Văn Kỳ cười ha ha, là vấn đề của tôi, để quản gia Viên đợi lâu rồi. Hôm nay tôi đặc biệt hẹn quản gia Viên ra đây cũng là vì muốn có hợp tác tốt hơn với quản gia Viên. Viên Văn Sinh nhấp một ngụm cà phê, trầm mặc không nói gì. Khương Văn Kỳ cười ngại ngùng, nói chính là như vậy, tôi cũng không có cách nào, tôi muốn nhờ nhà họ Viên giúp đỡ, nhà họ Viên giúp tôi giành lại vị trí gia chủ nhà họ Viên, giúp tôi trở thành thế gia hạng nhất Tu Hà. Tôi sẽ giúp nhà họ Viên lấy đầu Tiêu Chính Văn, thế nào? Nghe vậy, Viên Văn Sinh cười nói, bây giờ e là không như ngày xưa nữa rồi, sự việc đi đến bước này, ông Khương đã không còn gì nữa, muốn lấy lại tất cả từ hai bàn tay trắng, trên đời làm gì có chuyện gì ngon ăn như thế. Trong lòng Khương Văn Kỳ khó chịu lắm, nhưng người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ông ta chỉ đành thăm dò, vậy không biết điều kiện của nhà họ Viên bây giờ là gì? Viên Văn Sinh cười đáp, rất đơn giản, cho chúng tôi xem ông có tư cách gì để nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Viên. Khương Văn Kỳ cau mày, hỏi, vậy tôi nên chứng minh thế nào đây? Viên Văn Sinh khẽ cười, nói thứ nhất, để tôi thấy được ông Khương có thực lực đối kháng với Tiêu Chính Văn. Thứ hai, để chúng tôi nhìn thấy sự dứt khoát vì địa vị mà không màng mọi thứ của ông Khương. Khương Văn Kỳ tự biết bây giờ mình chẳng còn gì cả, đành nói, tôi nên làm thế nào? Mong ông Viên chỉ bảo. Viên Văn Sinh rút ra một lọ thuốc, đặt lên bàn rồi nói, đây là lọ thuốc gây hưng phấn, có thể khiến cho người ta bị kích thích tiềm năng và có được sức sống mới. Đưa số thuốc này vào trong cơ thể Khương Thái Xương, đợi Khương Thái Xương tỉnh lại, ông chỉ cần có được sự ủng hộ của Khương Thái Xương thì có thể khiến cho nhà họ Viên chúng tôi giúp đỡ mấy người vô điều kiện. Nhìn lọ thuốc trước mắt, Khương Văn Kỳ phân vân hỏi, lọ thuốc này vào cơ thể rồi sẽ ra sao? Có tác dụng phụ gì không? Viên Văn Sinh cười sâu xa, nói quả thật là có tác dụng phụ, hơn nữa còn không nhẹ chút nào. Khương Văn Kỳ nhướng mày, ý bảo Viên Văn Sinh tiếp tục nói. Viên Văn Sinh thuận theo ý của Khương Văn Kỳ, nói tiếp tác dụng phụ của nó chính là sau khi Khương Thái Xương tỉnh lại thì sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Đại khái chính là có thể khiến ông ta tiếp tục sống thêm được một tuần. Nghe đến đây, Khương Văn Kỳ nghi hoặc nói, ông có ý gì, ông muốn tôi tự tay giết chết bố mình sao? Vậy thì tôi sẽ trở thành tên xúc sinh giết bố. Viên Văn Sinh bật cười an ủi, đây chỉ là điều kiện mà thôi. Làm bất cứ chuyện gì cũng cần nhẫn tâm một chút, suy cho cùng, không thành công thì cũng thành nhân. Muốn có sự nghiệp lớn thì phải biết dứt khoát, nếu như bố ông ở dưới suối vàng biết được ông có thể đưa nhà họ Khương trở thành thế gia hạng nhất Tu Hà thì sẽ không trách tội ông đâu. Khương Văn Kỳ vội vàng lắc đầu, nói, không thể, không thể nào. Nghe thấy ông ta từ chối, Viên Văn Sinh nhướng mày, châm thêm lửa, nếu đã như vậy thì tôi đành phải nhắc nhở ông một câu.
ông bây giờ chỉ là một con chó mất nhà, tầm này ông giữ đạo hiếu thì ai có thể nhìn thấy được đây? Em trai ông giờ là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Khương, còn ông thì chỉ là một con chó ghẻ bị Tiêu Chính Văn vứt bỏ. Đúng sai thế nào thì ông cũng phải đưa ra lựa chọn cho kỹ càng. Câu nói này đâm trúng vào nội tâm của Khương Văn Kỳ, khiến ông ta trầm mặc không nói gì. Chương 686, kế hoạch của Đồ Hưu. Viên Văn Sinh vẫn không từ bỏ, cuối cùng để lại một câu, muốn thành người đứng đầu tu hà, hay muốn thành người tầm thường, cả đời tầm thường, nghĩ kỹ rồi tới tìm tôi, đừng chọn sai con đường. Nhà họ Viên chúng tôi đã tạo điều kiện cho ông, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ông. Dứt lời, Viên Văn Sinh quay người rời khỏi quán cà phê Hương Mễ, để lại một mình Khương Văn Kỳ. Ông ta vẫn ở lại quán cà phê Hương Mễ, ngồi nguyên chỗ cũ. Ông ta thất thần ngồi đó nhìn lọ thuốc. Khương Văn Kỳ ngồi tới khi trời chập tối, mới cầm lấy lọ thuốc rời khỏi quán cà phê Hương Mễ. Sau khi ra khỏi quán, Khương Văn Kỳ mới lựa chọn nhắn tin cho Viên Văn Sinh, tôi làm, cho tôi thời gian. Đến lúc đó, các ông đừng nuốt lời. Viên Văn Sinh trả lời, đợi ông làm xong mọi thứ, lấy được sự ủng hộ của Khương Thái Sương, nhà họ Viên chúng tôi nhất định sẽ giúp ông sớm ngày đoạt lại quyền lực ở nhà họ Khương, để nhà họ Khương trở thành gia tộc có thế lực hạng nhất ở Tu Hà. Khương Văn Kỳ nhìn lên ngôi sao sáng trên bầu trời, thở dài thườn thượt. Tiêu Chính Văn, nhất định sẽ có ngày tôi bắt cậu nợ máu phải trả bằng máu. Nói ra thật buồn cười, chả ai muốn gánh tội danh giết bố cả. Bọn họ thà rằng quy tội danh này lên một kẻ thù không liên quan còn hơn là trở thành kẻ giết người. Khương Văn Kỳ có lẽ chính là loại người hài hước như vậy. Chuyện ở Tu Hà đã không che giấu được tai mắt của Đồ Hưu. Tại Dược Đô ở Giang Trung, trong một ngôi biệt thự rộng lớn, một người đàn ông mặc chiến bào đang ngồi trên ghế khắc hình rồng. Người đàn ông này chính là Đồ Hưu, một kẻ ngày đêm mong chờ được dẫm đạp Tiêu Chính Văn dưới chân. Từ khi ông ta rời khỏi quân đội Bắc Lương tới nay, đã trở thành một vị tướng quân của Dược Đô, Giang Trung. Những năm này, ông ta luôn muốn đạp Tiêu Chính Văn xuống, nhưng vẫn chưa có cách nào. Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở chiến khu Bắc Lương, dưới trướng còn có 8 vị hổ tướng từ Long Nhất đến Long Bát, điều này khiến cho Đồ Hưu vẫn không có cách nào ra tay được. Từ lúc nhận được gợi ý của Xích Diệm Vương, ông ta càng muốn tới Tu Hà giết chết Tiêu Chính Văn. Vì vậy, ông ta thậm chí còn phái đại tướng dưới trướng của mình, là Phi Tiêu ra tay. Nhưng kết quả lại không thành công như ông ta tưởng tượng. Dưới trướng Đồ Hưu có 3 vị tướng hùng mạnh, Ngô Giai và Ngô Kỳ, cuối cùng là Phi Tiêu đã bị nổ banh xác. Lúc này, Ngô Giai nói với Đồ Hưu, tướng quân Phi Tiêu không hoàn thành nhiệm vụ, bị bom nổ chết rồi. Hơn nữa, mạng lưới tình báo của chúng ta ở Tu Hà cũng bị tên Tiêu Chính Văn phá hoại. Ngô Kỳ cung kính nói, ngoài ra, Tiêu Chính Văn thậm chí còn tập hợp 50.000 binh lính ở chiến khu Tu Hà, chuẩn bị đánh vào Dược Đô, khoảng một ngày sau có thể sẽ tới Dược Đô. Mặt Đồ Hưu xa sầm, nói, đồ vô dụng, một lũ vô dụng. Một tên Tiêu Chính Văn còn con, bên cạnh không có 3.000 quân phá Long Bắc Lương mà các cậu cũng không giải quyết nổi. Ngô Giai nói, tướng quân, chúng ta vẫn nên tính toán kế hoạch càng sớm càng tốt, nếu không, đợi Tiêu Chính Văn dẫn theo 50.000 quân lính tiến vào, e là lúc đó sẽ thành chiến trường đẫm máu, không thể tránh khỏi. Đồ Hưu đứng dậy, để lộ dáng người cao lớn, sao, các cậu sợ rồi à? Cho dù 50.000 binh lính của Tiêu Chính Văn có tới thì binh lính của tôi cũng phải là phường ăn hại đâu. Ngô Kỳ nói thẳng, nhưng binh lính của Dược Đô ở Giang Trung chỉ có 20.000, nếu Tiêu Chính Văn thật sự dẫn quân đánh vào, e là chúng ta không chống đỡ nổi một ngày. Đồ Hưu nổi trận lôi đình. Ngô Giai nghĩ ra một cách, thuộc hạ có kế này, có thể dùng được. Đồ Hưu nói, mau nói. Ngô Giai nói tiếp, khi Tiêu Chính Văn phái đại quân tới đây, nếu chúng ta có thể chém được đầu của kẻ cầm đầu, thì 50.000 quân đó chỉ là chuyện nhỏ. Theo thuộc hạ thấy, Dược Đô ở Giang Trung vừa hay có một buổi đấu giá, chỉ bằng chúng ta dùng kế gậy ông đập lưng ông, để Tiêu Chính Văn phải chết ở Dược Đô của Giang Trung. Đồ Hưu nói, được. Cứ làm vậy đi. Ngô Giai tiếp tục nói, nếu như vậy thì tướng quân hãy đích thân viết thư mời, để Tiêu Chính Văn đến Dược Đô, Giang Trung. Đồ Hưu vội vàng tới phòng làm việc lấy thư mời đặc biệt của buổi đấu giá Dược Đô gửi cho ông ta, rồi lại viết một lá thư sai người gửi cho Tiêu Chính Văn ở Tu Hà. Từ sau khi giải quyết xong việc nhà họ Khương,
Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở biệt thự Thương Hải số 1, ở bên cạnh Khương Vi Nhan. Niềm vui khi tìm lại thứ suýt nữa đã mất đi, cứ vây quanh Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan suýt nữa bị bom nổ tan xương nát thịt, giờ đã an toàn nhờ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vẫn luôn ôm cô trong lòng, sợ rằng cô sẽ biến mất. Ngay cả Khương Vi Nhan cũng nói, chồng à, anh dính người quá. Tiêu Chính Văn cũng nói, sao không dính người được, vợ anh xinh đẹp thế này cơ mà, phải đề phòng lang sói hổ báo ngoài kia chứ. Lúc này, Long Nhất đưa một lá thư mời tới, là Đồ Hưu của Dược Đô, Giang Trung đích thân viết thiệp mời. Chủ soái Tiêu, Đồ Hưu tôi cung kính mời cậu đến dự buổi đấu giá ở Dược Đô, Giang Trung. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ cậu, cũng chúc con gái cậu vui vẻ khỏe mạnh. Ký tên, Đồ Hưu. Trong lá thư còn có một thiệp mời đặc biệt, bên trên viết buổi đấu giá Dược Đô. Long Nhất nói, chủ soái, Đồ Hưu có thể đã phát hiện ra 50.000 binh lính của chúng ta, dựa vào những binh lính mà ông ta có thể nắm trong tay nhất định là không địch nổi chúng ta. Cho nên ông ta mới muốn mời chủ soái tới, sau đó bắt lấy chủ soái, ép 50.000 binh lính của chúng ta phải lùi bước. Tiêu Chính Văn trầm mặc, anh hỏi Khương Vi Nhan suy nghĩ của cô, Vi Nhan, em có muốn tới Dược Đô ở Giang Trung không? Khương Vi Nhan cười dịu dàng, đương nhiên là muốn rồi, dù sao thì công ty Nana của chúng ta cũng muốn phát triển về mảng y dược mà, nếu có thể thông qua buổi đấu giá này giao lưu với các doanh nghiệp hàng đầu về y dược, biết đâu lại có thể hợp tác với bọn họ, vậy thì công ty Nana của chúng ta nói không chừng sẽ càng ngày càng phát triển về mặt dược phẩm. Long Nhất khuyên nhủ, chủ soái, chủ mẫu, hay là suy nghĩ lại đi. Đây có thể là mưu kế của Đồ Hưu, dù sao Dược Đô, Giang Trung cũng là địa bàn của Đồ Hưu. Nếu chủ soái gặp nguy hiểm ở Dược Đô, thì sẽ không kịp cứu viện. Khương Vi Nhan lo lắng nói, nếu gặp nguy hiểm thì chúng ta đừng đi nữa. Mặc dù Khương Vi Nhan cũng rất mong chờ có thể đi thực nghiệm trong buổi đấu giá ở Dược Đô, nhưng nếu thật sự nguy hiểm tới tính mạng của Tiêu Chính Văn thì cô lại không muốn đi. Người một nhà bình an, là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ít nhất thì trong mắt Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn và Nana quan trọng hơn tất cả, bao gồm cả sự nghiệp sau này của bản thân cô. Tiêu Chính Văn nắm chặt tay Khương Vi Nhan, nói em muốn đi thì anh đi cùng em. Dù có vào đầm rồng hang hổ đi chăng nữa, có anh ở bên, không ai có thể khiến em bị thương cả. Khương Vi Nhan rất cảm động. Long Nhất nói, chủ soái, hay là để Long Nhất thay anh đi dự buổi đấu giá này. Bắc Lương không thể một ngày không có chủ. Quân Phá Long cũng không thể một ngày không có chủ. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Long Nhất, nghiêm túc nói, Quân Phá Long, núi đao biển lửa có nơi nào chưa từng đi qua. Long Nhất nói, Quân Phá Long, không có lính đào ngũ. Tiêu Chính Văn nói, chúng ta băng qua rừng đen, đã từng sợ chưa? Long Nhất nói, chưa từng sợ. Tiêu Chính Văn nói, chúng ta băng qua những dặng núi ma quỷ, đã từng sợ chưa? Long Nhất tiếp tục trả lời, chưa từng sợ. Chương 687, tiến vào Dược Đô. Tiêu Chính Văn nói, nếu đã vậy, thì sao Tiêu Chính Văn tôi phải sợ một Dược Đô, Giang Trung nhỏ bé? Sao phải sợ một tên Đồ Hưu? Cho dù ông ta có hàng nghìn binh mã thì Tiêu Chính Văn này cũng không sợ. Long Nhất quỳ xuống, kích động nói, dù chủ soái có quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ đi theo chủ soái. Dù phải vào đầm rồng hang hổ thì tôi cũng sẽ xông pha. Tiêu Chính Văn ra lệnh. Anh chỉ huy 50.000 binh lính, đợi ở cổng Dược Đô, Giang Trung, chờ lệnh của tôi, xông thẳng vào thành phố. Ngoài ra, nhớ nhất định phải gọi cả tứ đại Long Tôn của Điện Thần Long đến. Long Nhất cung kính trả lời, rõ, Long Nhất tuân lệnh. Tiêu Chính Văn nhìn về phía bầu trời xa xôi, trong lòng thầm than, Đồ Hưu, trận này, Tiêu Chính Văn tôi không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng một cách vẻ vang. Ông dám động vào người của tôi thì tôi sẽ khiến ông hối hận đến chết. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan thu dọn đồ đạc, hai người đi thẳng đến Dược Đô ở Giang Trung. Không mất nhiều thời gian, hai người đã hạ cánh thuận lợi xuống sân bay Dược Đô. Nhà đấu giá đặc biệt cử người đến đón hai người họ, nhưng Đồ Hưu không tiết lộ thân phận của Tiêu Chính Văn, chỉ nói với bên ngoài rằng đã mời hai thương gia trong ngành dược phẩm đến Tu Hà. Ngoài việc đưa Khương Vi Nhan đến đây, Tiêu Chính Văn thậm chí còn dùng đến tên anh Bạch. Dưới sự kích động của Tống Hậu Lượng, trong chốc lát, chuyện anh Bạch giàu có xuất hiện ở Dược Đô đã dấy lên cơn chấn động lớn.
Hầu như tất cả dân buôn ở Dược Đô đều háo hức được gặp người đàn ông giàu có giấu mặt trong lời đồn có tài sản hàng chục tỷ tệ này. Nếu như có thể khiến anh đầu tư thì giá trị bản thân sẽ được nâng cao, sẽ nổi tiếng ở Dược Đô hơn, thậm chí là trong Hoa Quốc. Nhưng cho đến ngày thứ hai sau khi biết tin, vẫn chưa có ai nhìn thấy bóng dáng của anh Bạch. Quả nhiên nhân vật lớn trong lời đồn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thực ra, không ai biết Tiêu Chính Văn chính là anh Bạch, mà anh Bạch lại chính là Tiêu Chính Văn. Buổi đấu giá Dược Đô sẽ được tổ chức vào ngày mai, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đến hơi sớm. Hội đấu giá đã bao chọn một khách sạn 5 sao cho buổi đấu giá lần này, hội đấu giá cung cấp cho người tham dự chỗ nghỉ ngơi, bởi vì dù sao buổi đấu giá lần này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. Người đón tiếp Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn nhất thời có việc bận nên đi trước, để Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan tự vào khách sạn 5 sao. Vừa bước vào cửa, Tiêu Chính Văn đã đụng phải một thiếu gia nhà giàu ở Dược Đô. Thiếu gia nhà giàu này là đại thiếu gia của nhà họ Vương Thế Gia ở Dược Đô. Bao năm qua, nhà họ Vương đã dùng nhiều thủ đoạn tung hoành ở Dược Đô Giang Trung, không ngờ lại trở thành thế gia hạng nhất ở Dược Đô. Mà Vương Vĩ nhà họ Vương càng là một nhân tài kiệt xuất một bước đã thành công trong ngành dược phẩm. Nhưng điều khiến người ta thích thú là, không giống với sự tận tụy của Vương Vĩ, con trai ông ta là Vương Tử Nghiêu lại là một kẻ bất tài. Đại danh của Vương Tử Nghiêu là công tử bột, cả Dược Đô này, không ai là không biết đại danh của hắn. Danh tiếng thối nát như vậy có thể coi là có một không hai. Tiêu Chính Văn bước vào khách sạn 5 sao Dược Đô, điều này khiến vẻ mặt của Vương Tử Nghiêu trở nên khó chịu. Đứng lại! Vương Tử Nghiêu gọi Tiêu Chính Văn lại. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến Vương Tử Nghiêu, dẫn Khương Vi Nhan vào khách sạn Dược Đô. Thấy Tiêu Chính Văn phớt lờ mình, Vương Tử Nghiêu cảm thấy thật mất mặt, nhất thời nổi giận đùng đùng. Hắn nhanh chóng bước vào khách sạn Dược Đô, bảo bốn tên vệ sĩ bao vây Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Lúc này Tiêu Chính Văn mới lạnh lùng nhìn Vương Tử Nghiêu. Vương Tử Nghiêu ngạo nghễ nói, dám coi thường tôi, anh kiêu ngạo quá đấy. Biết tôi là ai không hả? Nói ra sẽ dọa chết anh đấy. Tôi là cậu chủ nhà họ Vương ở Dược Đô, lúc nãy anh dám bước vào khách sạn Dược Đô trước tôi, anh đã đắc tội với tôi rồi, biết chưa hả? Đúng lúc này, Khương Vi Nhan quay đầu lại, vừa hay chạm mắt với Vương Tử Nghiêu. Qua! Khương Vi Nhan mặc một chiếc áo sơ mi màu tím và một chiếc quần bò làm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô. Đương nhiên khuôn mặt của Khương Vi Nhan vẫn là hấp dẫn nhất, cô có đôi mắt to, miệng anh đào, quả thực giống như một nàng bạch tuyết. Vương Tử Nghiêu kinh ngạc đến mức cằm như sắp rớt xuống đất. Hóa ra trên đời vẫn tồn tại người con gái xinh đẹp như vậy, cho dù ngày nào Vương Tử Nghiêu cũng có ong bướm vây quanh, nhưng vẫn phải thán phục trước vẻ đẹp và khí chất của Khương Vi Nhan. Vương Tử Nghiêu nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan bằng ánh mắt rực lửa. Khương Vi Nhan quay mặt đi, kéo Tiêu Chính Văn lên tầng nghỉ ngơi, cô không muốn tiếp tục dây dưa với Vương Tử Nghiêu nữa. Vương Tử Nghiêu phất tay ra hiệu cho vệ sĩ vây chặt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, giễu cợt nói, người đẹp à, ở cùng phòng với tên nghèo hèn này không bằng ở với thiếu gia nhà họ Vương như tôi đâu, nếu cô phục vụ tốt, tôi đảm bảo cả đời sau cô sẽ không cần lo chuyện cơm áo. Khương Vi Nhan từ chối thẳng thừng, không cần, tôi có chồng rồi, anh tìm người khác đi. Tiêu Chính Văn sớm đã mất kiên nhẫn, chuẩn bị đánh Vương Tử Nghiêu một trận. Nhưng anh lại bị Khương Vi Nhan kéo lại, cô không muốn làm lớn chuyện. Vương Tử Nghiêu vui mừng nói, thì ra là người đã có chồng à, tôi cũng chưa nếm thử mùi vị của người có chồng. Đúng lúc tôi muốn đổi khẩu vị, người đẹp à, hôm nay cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Tiêu Chính Văn nhíu mày. Đấm thẳng vào mũi Vương Tử Nghiêu. Suy cho cùng, có một số người không thể xúc phạm được. Trên mặt Vương Tử Nghiêu lập tức chảy ra hai hàng máu mũi, máu chảy không ngừng, trông vô cùng đáng sợ. Vương Tử Nghiêu che mũi, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn, chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lớn, mày dám đánh tao. Tao là đại thiếu gia nhà họ Vương ở Dược Đô đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, vậy thì sao? Vương Tử Nghiêu phất tay ra hiệu, cả Dược Đô này không ai dám ra tay với ông đây. Hôm nay cho dù mày là ai thì tao cũng phải đánh chết mày. Người đâu, bẻ cánh tay nó cho tao. Vệ sĩ nghe vậy liền lao về phía Tiêu Chính Văn. Vương Tử Nghiêu bóp chặt mũi, nói, bọn mày cẩn thận chút, đừng đánh người đẹp của tao, nếu không tao sẽ hỏi tội bọn mày đấy, nghe rõ chưa hả?
Bốn tên vệ sĩ đồng thanh nói, rõ thưa thiếu gia. Bốn tên vệ sĩ đấm thẳng về phía Tiêu Chính Văn, mục tiêu là đỉnh đầu, bụng, và gáy của anh. Đám vệ sĩ ra tay rất tàn nhẫn, không cho Tiêu Chính Văn cơ hội để thở. Hai tay Tiêu Chính Văn bảo vệ Khương Vi Nhan, bước chân lên, xoay tròn 360 độ, đánh ngã toàn bộ bốn tên vệ sĩ xuống đất. Tiêu Chính Văn vừa ra tay, bốn tên vệ sĩ liền không có sức lực để đánh trả. A a a! Đám vệ sĩ ngã xuống đất kêu lên, mặt tái nhợt, thậm chí trán của bốn tên đó còn toát mồ hôi hột. Sau khi bị Tiêu Chính Văn tấn công, vẻ mặt bọn họ vô cùng đau đớn. Vương Tử Nghiêu bịt mũi, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Bốn tên vệ sĩ này đều là do đích thân Vương Tử Nghiêu tuyển chọn, đều có thể một chọi 10. Vậy mà đám người này lại không là gì so với Tiêu Chính Văn. Chương 688, Tướng quân Đổ Hưu. Trên người Tiêu Chính Văn tỏa ra khí thế không gì sánh được, anh bước từng bước về phía Vương Tử Nghiêu. Vương Tử Nghiêu nhìn bốn tên vệ sĩ đang nằm dưới đất, mặt tái mét lùi lại. Hắn chỉ vào Tiêu Chính Văn, vẻ mặt kinh hãi hét lớn, anh đừng lại đây. Tôi nói cho anh biết, tôi là đại thiếu gia nhà họ Vương đấy. Nếu anh dám động đến tôi thì nhà họ Vương chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tiêu Chính Văn dừng bước, nhíu mày nói, nhà họ Vương. Nhà họ Vương ở Dược Đô sao? Vương Tử Nghiêu thấy Tiêu Chính Văn không dám ra tay, còn tưởng anh bị uy danh của nhà họ Vương ở Dược Đô làm cho kinh hồn khiếp đảm. Hắn cười lạnh lùng nói, đúng vậy, chính là nhà họ Vương thế gia đứng đầu Dược Đô. Bố tôi là đại gia Giang Trung Vương Vĩ đấy. Vẻ mặt Vương Tử Nghiêu đầy tự hào, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt khinh bỉ. Đồ nhà quê như anh đã từng thấy đại gia thực sự chưa? Nhưng, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn giơ chân lên đạp cho Vương Tử Nghiêu một phát. Cảnh tượng này khiến các khách khứa trong đại sảnh khách sạn đều vô cùng kinh hãi. Đó là thiếu gia của nhà họ Vương ở Dược Đô đấy. A, à, Vương Tử Nghiêu bị Tiêu Chính Văn đá một phát vào bụng, nhất thời kêu lên đau đớn. Hắn kinh ngạc tột độ, dù sao sau khi để lộ thân phận là thiếu gia nhà họ Vương, hầu hết mọi người đều lấy lòng hắn, gần như không ai dám tỏ vẻ tức giận một cách lộ liễu. Còn người dám ra tay như Tiêu Chính Văn thì chưa từng có ai. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, chuyển lời đến bố anh, trong vòng một ngày phải đến khách sạn Dược Đô xin lỗi, nếu không hậu quả tự chịu. Vương Tử Nghiêu nghe thấy thế thì sắc mặt xanh mét, anh. Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Đây là khách sạn Dược Đô, chứ không phải chỗ đánh nhau, nếu còn không đi thì tôi sẽ cho bảo vệ mời hết các cậu ra ngoài. Giám đốc của khách sạn Dược Đô bước ra. Chỉ vào Vương Tử Nghiêu và Tiêu Chính Văn ở cửa nói. Giám đốc Lưu nhận được tin từ chỗ Lễ Tân, nói có người tụ tập đánh nhau ở cửa khách sạn. Lưu Sơn Hải vô cùng hoảng hốt, dù sao khách sạn Dược Đô cũng là nơi tất cả khách quý của buổi đấu giá đang ở. Hầu hết bọn họ đều có thân phận không tầm thường, nếu chẳng may bị đám côn đồ ngộ thương, thì sợ là ông ta cũng mất việc. Lưu Sơn Hải lập tức dẫn theo hơn 10 bảo vệ ra, đi thẳng đến cửa khách sạn Dược Đô. Không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Chính Văn ngoái đầu lại nhìn Lưu Sơn Hải. Vương Tử Nghiêu nhìn thấy Lưu Sơn Hải như nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng nói, giám đốc Lưu, là tôi đây. Tôi là Vương Tử Nghiêu của nhà họ Vương. Lưu Sơn Hải dụi mắt rồi nhìn kỹ, đúng là đại thiếu gia Vương Tử Nghiêu của nhà họ Vương. Vương Tử Nghiêu là khách quen của khách sạn Dược Đô, cũng khá thân quen với Lưu Sơn Hải. Là giám đốc của khách sạn Dược Đô. Bình thường Lưu Sơn Hải cũng thường qua lại với các khách VIP, những người giàu ông ta quen biết không đến mấy nghìn thì cũng vài trăm. Gần quan được ban lộc, nhờ khách sạn Dược Đô mà Lưu Sơn Hải có qua lại thân thiết với những người giàu có của Giang Trung. Mà đại thiếu gia Vương Tử Nghiêu của nhà họ Vương này chính là cái cây hái ra tiền lớn nhất của Lưu Sơn Hải. Dù sao thì thằng con trai ngốc nghếch của đại địa chủ, anh không thịt thì người khác cũng thịt thôi. Lưu Sơn Hải nhìn thấy Vương Tử Nghiêu và bốn tên vệ sĩ của hắn nằm bẹp dưới đất, hỏi thiếu gia Vương, sao cậu không vào khách sạn nghỉ ngơi đi? Phòng của cậu đã chuẩn bị xong xuôi, hay là để tôi đích thân đưa cậu đến phòng VIP của cậu nhé? Vương Tử Nghiêu chỉ Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên, anh ta dám đánh tôi ở địa bàn của ông. Ông hãy nhìn vệ sĩ của tôi, rồi lại nhìn khuôn mặt bầm dập của tôi đi. Mục đích của Vương Tử Nghiêu rất đơn giản. Đó là muốn Lưu Sơn Hải đánh Tiêu Chính Văn tàn phế giúp hắn. Lưu Sơn Hải nhíu mày, quay đầu lại nói, chào cậu,
không biết cậu có phải là khách của khách sạn chúng tôi không? Nếu là khách thì mời cậu lên phòng, nếu như không phải thì có lẽ phải rời khách sạn Dược Đô đến đồn cảnh sát ăn nói cho rõ ràng rồi. Lưu Sơn Hải không hổ là lão hồ ly, ngoài mặt thì là đang giúp Phương Tử Nghiêu, nhưng thực ra là đang giúp chính bản thân ông ta. Nếu Tiêu Chính Văn thực sự là khách quý, thì đương nhiên ông ta không tiện ra tay, còn nếu Tiêu Chính Văn chỉ là người bình thường, thế thì xin lỗi nhé, chỉ có thể làm theo phép công vậy. Phương Tử Nghiêu lập tức hét lên, anh ta chỉ là một thằng nghèo rớt mùng tơi thôi, giám đốc Lưu, ông mau cho người xử lý anh ta đi. Nếu ông không giúp tôi thì đừng mong được nhà họ Vương ủng hộ. Vương Tử Nghiêu gây áp lực cho Lưu Sơn Hải. Lưu Sơn Hải nhíu mày nói, xin cậu cho biết thân phận. Lưu Sơn Hải vẫn bình tĩnh, Vương Tử Nghiêu không thể đắc tội, nhưng người có máu mặt giấu tên cũng không thể đắc tội. Trước khi làm rõ thân phận của Tiêu Chính Văn, ông ta chắc chắn sẽ không ra tay. Lăn lộn trong ngành bao nhiêu năm, Lưu Sơn Hải có thể leo lên được vị trí này, không chỉ nhờ vào bối cảnh lớn mạnh, mà còn nhờ IQ cao ngất ngường. Lúc này, Khương Vi Nhan lạnh lùng nói, chúng tôi đến tham gia buổi đấu giá sản phẩm dược ngày mai. Ồ, trong lòng Lưu Sơn Hải biết rõ, buổi đấu giá sản phẩm dược lần này mời không ít ông trùm. Bất cứ ai trong số họ thì một giám đốc nhỏ bé như ông ta cũng không đắc tội nổi. Nhất thời ông ta cũng phân vân khó xử. Một bên là thiếu gia Vương Tử Nghiêu của nhà họ Vương, một bên có khả năng là người có máu mặt của buổi triển lãm sản phẩm dược. Vương Tử Nghiêu thấy tình hình thay đổi, lập tức thốt lên, giám đốc Lưu, bọn họ nói dối, bọn họ không phải khách được mời của buổi triển lãm sản phẩm dược đâu, chỉ là mấy người khách muốn vào khách sạn Dược Đô mà thôi. Lưu Sơn Hải vừa hay kiếm được cái cớ, nói thưa cậu, việc này, hay là các cậu xuất trình giấy mời ra đi. Nếu là thật thì vào cũng không muộn. Rõ ràng là Lưu Sơn Hải đang tìm đủ cách vặn vẹo làm khó, nếu Tiêu Chính Văn mà xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì đều có khả năng bị Vương Tử Nghiêu và Lưu Sơn Hải chụp mũ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, nếu chúng tôi không đưa ra thì ông làm gì được nào. Lưu Sơn Hải vẫy tay, mười mấy tên bảo vệ vây lại, nếu vậy thì e là mấy cậu phải đến đồn cảnh sát rồi. Việc công làm theo phép công, xin hãy lượng thứ. Tiêu Chính Văn bước tới, nhưng lại bị Khương Vi Nhan kéo lại. Cô cúi đầu nói với Tiêu Chính Văn, chúng ta đến tham gia buổi triển lãm sản phẩm dược, đừng gây chuyện làm gì cả. Dứt lời, cô lấy một tờ giấy mời đặc biệt trong ba lô ra, đưa cho Lưu Sơn Hải. Ông ta xem kỹ một lượt, thầm lắc đầu, thưa cô, cái này sợ là không phải giấy mời của triển lãm sản phẩm dược thật, không biết các cô còn gì chứng minh không? Khuôn mặt Khương Vi Nhan tỏ vẻ kinh ngạc, nói, không thể nào. Đây rõ ràng là giấy mời tướng quân Đồ Hưu tận tay mang đến, ông xem kỹ lại đi. Đồ Hưu. Vương Tử Nghiêu nghe thấy thế thì cười sằng sặc, không ngờ cô lại còn nói dối là đích thân tướng quân Đồ Hưu mang giấy mời tới, cô nghĩ cô là ai chứ? Lại còn thấy người sang bắt quàng làm họ. Hơn nữa, bây giờ tướng quân Đồ Hưu đã không còn ở Giang Trung nữa, sao ông ấy có thể tự tay mang giấy mời cho cô chứ? Tôi thấy các cô chỉ là một đám gian thương. Muốn mượn danh tiếng của buổi đấu giá sản phẩm dược mà thôi. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì kinh ngạc. Đồ Hưu không ở Giang Trung, lẽ nào tình báo của Long Nhất có vấn đề? Lưu Sơn Hải đặt tay sau đầu, nói, nếu các cậu không lấy được gì chứng minh mình được buổi triển lãm sản phẩm dược mời đến, thì chúng tôi chỉ đành làm theo đúng phép công vậy. Ông ta vung tay lên, bảo mười mấy tên bảo vệ ùa tới. Chương 689, ông Ôn. Tiêu Chính Văn siết chặt hai nắm đấm, mắt sáng như đuốc nhìn đám bảo vệ trước mặt. Anh bảo vệ Khương Vi Nhan ở sau lưng. Lên đi. Mười mấy tên bảo vệ lập tức xông tới, tay đấm chân đá về phía hai người trong vòng vây. Hai tay Tiêu Chính Văn tung mấy cú đấm, khiến đám bảo vệ này ngã hết xuống đất. A! À, mười mấy tên bảo vệ hét lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất. Lưu Sơn Hải chứng kiến cả quá trình. Mười mấy tên bảo vệ chỉ trong chớp mắt đã bị một mình Tiêu Chính Văn đánh cho đo đất. Nhất thời, ông ta cũng không biết nên ra tay với Tiêu Chính Văn thế nào. Tiêu Chính Văn như bị tu la nhập vào người, mắt anh nhìn đến đâu là mọi người lại sợ hãi. Lưu Sơn Hải sững sờ, nhìn Tiêu Chính Văn, cậu đừng làm bừa, đây là khách sạn Dược Đô đấy. Vương Tử Nghiêu cũng mắt chữ A miệng chữ O, hét lên, anh mà dám ra tay thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang từng bước lại gần Lưu Sơn Hải và Vương Tử Nghiêu,
nói, nếu các người muốn chết thì tôi sẽ cho các người toại nguyện. Tút tút tút. Lưu Sơn Hải lao như tên bắn, ấn vào thiết bị phòng hộ khẩn cấp của khách sạn Dược Đô. Tiếng cảnh báo lập tức vang khắp cả khách sạn. Lưu Sơn Hải cười dữ tợn, cậu chết chắc rồi, đây là thiết bị cảnh báo của khách sạn Dược Đô, chỉ cần nó vang lên, thì toàn bộ bảo vệ của 68 tầng thuộc khách sạn Dược Đô đều sẽ có mặt ở đây. Bảo vệ của 68 tầng đó, cậu không thoát được đâu. Tiêu Chính Văn thụi một quả đấm rất mạnh vào lồng ngực Lưu Sơn Hải. A! À, Lưu Sơn Hải kêu lên đau đớn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, chạy á, tôi đâu có muốn chạy. Lưu Sơn Hải ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, nói cậu chết chắc rồi, hôm nay cậu không ra khỏi khách sạn Dược Đô này được đâu. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, rất nhiều bảo vệ ùa tới, vây kín Tiêu Chính Văn ở cửa khách sạn. Vương Tử Nghiêu cũng cười khẩy nói, đừng quên khách sạn này là địa bàn của ai. Thằng khốn, sợ là hôm nay anh không đi được rồi. Một đám người đông đảo, quả thực là khá đáng sợ. Đám bảo vệ hỏi, giám đốc Lưu, xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Sơn Hải hét ầm lên, chính là cậu ta dám đánh người ở khách sạn Dược Đô, ra tay với thiếu gia nhà họ Vương, thậm chí còn dám đánh cả tôi. Bắt cậu ta lại, đưa đến đồn cảnh sát. Vâng. Đám bảo vệ lập tức dồn về phía Tiêu Chính Văn, ánh mắt không chút thiện cảm. Đúng lúc Tiêu Chính Văn định ra tay thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Dừng tay, cậu ấy là khách quý của buổi đấu giá sản phẩm dược của chúng tôi. Một ông lão bước tới. Lưu Sơn Hải vừa thấy liền vội vàng cúi đầu khom lưng, ông Ôn, sao ông lại đến đây? Ôn Bất Lâm là người đứng đầu Hiệp hội Dược Đô Giang Trung, nắm quyền lên tiếng ở Dược Đô. Ông ấy là người nắm quyền của nhà họ Ôn, cũng là người thành lập Hiệp hội Dược Đô. Với nỗ lực bao nhiêu năm nay, Hiệp hội Dược Đô có địa vị không hề thấp trong Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Quốc. Có thể nói, không có Ôn Bất Lâm thì không có Hiệp hội Dược Đô Giang Trung. Điều quan trọng hơn cả là Ôn Bất Lâm là chủ tịch của khách sạn Dược Đô, là cấp trên của Lưu Sơn Hải. Ôn Bất Lâm chống gậy, nhìn Lưu Sơn Hải chửi mắng, đồ óc lợn này, cậu có biết đây là ai không? Cậu ấy là khách quý đến từ Tu Hà đấy. Lưu Sơn Hải thở dài, hóa ra tên Tiêu Chính Văn này là khách quý thật, hơn nữa còn là người mà Ôn Bất Lâm cũng phải kính trọng. Lưu Sơn Hải nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng giấy mời cậu ta đưa ra quả thực không phải là giấy mời chính quy của Hiệp hội Dược Đô, nên tôi mới tưởng cậu ta chỉ là một tên côn đồ. Ôn Bất Lâm giơ gậy lên, gõ vào ngực Lưu Sơn Hải. Đồ khốn, nên nói kiến thức của cậu hạn hẹp hay là đầu óc ngu xuẩn đây? Cậu có biết giấy mời này là ai đưa cho cậu ấy không? Lưu Sơn Hải cung kính hỏi, là ai ạ? Lẽ nào là tướng quân Đồ Hưu thật sao? Ôn Bất Lâm gật đầu, coi như chứng thực suy đoán của Lưu Sơn Hải. Lưu Sơn Hải ngã ngồi xuống đất, hồn vía lên mây, như một con rối đứt dây. Đám bảo vệ nhìn Lưu Sơn Hải, bọn họ vẫn đang chờ ông ta ra lệnh. Giám đốc Lưu, giờ thì sao ạ? Rốt cuộc chúng tôi có cần lên nữa không? Lên ư? Cho dù cho ông ta thêm 10 lá gan nữa thì ông ta cũng không dám ra tay với Tiêu Chính Văn. Bởi vì anh không phải là khách VIP cao nhất của buổi triển lãm sản phẩm dược, mà còn là người được đích thân tướng quân Đồ Hưu mời tới. Vẻ mặt Lưu Sơn Hải choáng váng, nói cút, mau cút đi làm việc đi, nếu còn dám ra tay với cậu Tiêu Chính Văn nữa thì tôi sẽ đánh chết các cậu. Đám bảo vệ nhìn Lưu Sơn Hải, không biết nên làm thế nào. Giám đốc Lưu này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lưu Sơn Hải lập tức quỳ xuống lê tới bên cạnh Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, cậu tuyệt đối đừng trách tội tôi. Dù sao tôi cũng không biết cậu là khách quý của tướng quân Đồ Hưu, xin cậu hãy tha cho tôi. Đám bảo vệ há hốc miệng, vẻ mặt đần ra. Đây có còn là giám đốc Lưu Sơn Hải thân phận cao quý không vậy? Một giây trước, giám đốc Lưu còn triệu tập bọn họ đến ra tay với Tiêu Chính Văn, sau một giây sau đã lật mặt, quỳ xuống xin Tiêu Chính Văn tha thứ chứ? Tiêu Chính Văn chẳng thèm đoái hoài. Ôn Bất Lâm nói, nếu đã vậy thì Lưu Sơn Hải, cậu hãy từ chức giám đốc khách sạn Dược Đô đi. Ông Ôn, cậu Chính Văn, cậu hãy tha cho tôi đi. Lưu Sơn Hải quỳ dưới đất, lớn tiếng cầu xin. Ôn Bất Lâm xua cái gậy, nói có trách thì hãy trách cậu đã chọc phải người không nên chọc, sau này cậu hãy tự bảo trọng. Một câu nói của ông Ôn đã phán tử hình cho Lưu Sơn Hải. Vương Tử Nghiêu nhân lúc mọi người đang chen lấn, lặng lẽ lẻn tới quầy lễ tân. Hắn biết ông Ôn người đứng đầu Hiệp hội Dược Đô,
nổi tiếng như cồn ở khắp cả Giang Trung. Đừng nói hắn chỉ là một con cháu ăn chơi trác táng mượn danh của nhà họ Vương để vinh váo, cho dù là gia chủ nhà họ Vương Vương Vĩ đến đây, thì sợ là cũng phải nể mặt ông Ôn mà nhượng bộ. Ông Ôn hạ lệnh, giám đốc Lưu Sơn Hải của khách sạn Dược Đô lập tức mất chức. Vương Tử Nghiêu không dám mạo hiểm, lựa chọn nhanh chóng trốn khỏi nơi thị phi này. Vương Tử Nghiêu tỏ vẻ khiêm tốn nói, không biết phòng của tôi đã đặt chưa nhỉ? Nhân viên lễ tân là một cô gái mặt trái xoan, rất xinh đẹp. Cô gái đưa thẻ phòng cho Vương Tử Nghiêu, vui vẻ mỉm cười, thiếu gia Vương, phòng của anh đã chuẩn bị xong xuôi, tầng 60 ạ. Vương Tử Nghiêu nhận thẻ phòng. Cô nhân viên lễ tân lập tức nói to, chào mừng quý khách đến với khách sạn Dược Đô, đem lại cảm giác như ở nhà cho quý khách là điều chúng tôi luôn theo đuổi. Xuyệt! Vương Tử Nghiêu vội vàng đặt ngón tay trước môi, ra hiệu cho cô lễ tân nói nhỏ thôi. Cô lễ tân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một đám người ở cửa đã dồn mắt về phía Vương Tử Nghiêu. Trong đó có Tiêu Chính Văn. Muốn chuồn thì cút hẳn cho khuất mắt đi. Tiêu Chính Văn bước về phía hắn. Vương Tử Nghiêu quỳ phịch xuống đất, chết rồi, phen này thì chết thật rồi. Không đánh lại được đã đành, bây giờ chạy cũng không chạy nổi. Chương 690, cậu Bạch. Tiêu Chính Văn nói, tôi bao hết khách sạn Dược Đô này, không ai được vào đây ở cả. Ý đồ của anh rất đơn giản, anh muốn đuổi Vương Tử Nghiêu ra khỏi khách sạn Dược Đô. Vương Tử Nghiêu nghe thấy thế, trong lòng thầm cười khẩy, vẻ mặt châm chọc. Tên Tiêu Chính Văn này đúng là người từ nơi khác đến, muốn bao trọn cả khách sạn Dược Đô, đây là điều không thể. Thứ nhất, ngoài Hiệp hội Dược Đô, khách sạn Dược Đô là kiến trúc biểu tượng nổi bật nhất ở nơi đây. Thứ hai, mỗi ngày khách sạn Dược Đô kiếm được hơn chục triệu tệ. Không ai có nhiều tiền như vậy để bao trọn cả khách sạn này cả. Cho dù là có thì khách sạn Dược Đô cũng không thể tự hạ thân phận, bị cá nhân hay tập thể nào bao trọn được. Vương Tử Nghiêu nhếch mép cười, nói mỉa mai, Tiêu Chính Văn, anh ngông cuồng quá đấy. Còn muốn bao trọn cả khách sạn Dược Đô cơ à? Anh tưởng được tướng quân Đồ Hưu mời thì anh muốn làm gì cũng được chắc. Thực ra, không chỉ mỗi Vương Tử Nghiêu có suy nghĩ như vậy, mà tất cả các nhân viên bảo vệ và cô lễ tân cũng đều nghĩ rằng không ai có thể bao trọn cả khách sạn Dược Đô. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Ôn Bất Lâm. Ôn Bất Lâm tỏ vẻ xin lỗi, nói, điều này quả thực là không thể. Khách sạn Dược Đô là biểu tượng của Dược Đô, nhiều năm nay luôn là lựa chọn đầu tiên của các khách quý và khách du lịch. Nếu bị bao trọn thì tổn thất không thể đong đếm được. Hơn nữa, dạo này lại là thời gian diễn ra buổi đấu giá sản phẩm dược, người giàu các nơi đều mong mỏi được vào ở khách sạn này. Ôn Bất Lâm không hề nói dối, khách sạn Dược Đô quả thực không thể được bao trọn. Tiêu Chính Văn nói, nếu tôi đồng ý gánh hết toàn bộ tổn thất của khách sạn Dược Đô thì sao? Ha ha! Vương Tử Nghiêu cười mỉa, anh tưởng anh là ai, gánh hết toàn bộ tổn thất, anh có biết đây là khoản tiền lớn đến mức nào không? Cho dù cả nhà anh tán ra bại sản thì sợ là cũng không đủ, chắc không phải anh định để tướng quân Đồ Hưu bồi thường cho anh đấy chứ. Nhưng Ôn Bất Lâm lại tỏ vẻ hoài nghi nói, cậu chắc chứ? Nếu cộng tất cả lại thì e là phải bồi thường hơn 100 triệu tệ, cậu muốn trả khoản tiền này thật sao? Tiêu Chính Văn gật đầu. 100 triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cô lễ tân rõ ràng cũng biết ân oán giữa Vương Tử Nghiêu và Tiêu Chính Văn, nhắc nhở anh đầy lý trí, anh Tiêu, cho dù bây giờ anh bao trọn khách sạn này, thì anh cũng phải cung cấp phòng cho các khách đã đặt cọc trước. Ý của cô lễ tân rất đơn giản, bất kể thế nào thì cũng không thể đá Vương Tử Nghiêu ra khỏi khách sạn Dược Đô được. Vương Tử Nghiêu nhếch mép cười khẩy, giơ chiếc thẻ phòng trong tay lên khoe khoang, tôi nói cho anh biết. Tôi đã đặt căn phòng này trước một tuần, đừng nói anh chỉ là đồ dầu sổi, cho dù là Ôn Bất Lâm thì cũng không quyết định được. Tuy Ôn Bất Lâm là chủ tịch của khách sạn Dược Đô, nhưng ông ấy cũng chỉ nắm giữ 36% cổ phần, quy tắc của kiểu khách sạn này phải được các cổ đông bàn bạc đưa ra, không ai có thể thay đổi được. Quy tắc đầu tiên của khách sạn là khách VIP đặt phòng trước sẽ được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất của khách sạn Dược Đô. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Ôn Bất Lâm. Ôn Bất Lâm gật đầu, quả thực là tôi không quyết được. Nếu tôi thu mua tất cả cổ phần của khách sạn Dược Đô thì sao? Từng chữ vang lên như sấm rền. Giọng nói của Tiêu Chính Văn chắc nịch, không vòng vo phức tạp. Ha ha ha! Vương Tử Nghiêu bật cười, dựa vào anh mà đòi thu mua khách sạn Dược Đô sao? Lại còn thu mua toàn bộ cổ phần.
anh có biết cần bao nhiêu tiền không? Cho dù anh là người giàu nhất Tu Hà thì cũng không có nhiều tiền như vậy. Ôn Bất Lâm cũng tỏ vẻ không tin, mỗi ngày khách sạn Dược Đô đã thu vào mấy chục triệu tệ, lợi nhuận rất khủng. Hơn nữa, đây là kiến trúc biểu tượng, cho dù có tiền thì cũng không ai mua khách sạn Dược Đô. Ôn Bất Lâm nhắc nhở, cậu Tiêu, tôi chưa từng nghe nói có ai muốn mua khách sạn Dược Đô cả. Không nói đến việc cần một số tiền khổng lồ, mà cho dù có nhiều tiền đến đâu, sợ là cũng không thể thu mua toàn bộ cổ phần trong tay tất cả các cổ đông. Tiêu Chính Văn lại gần Ôn Bất Lâm, kéo ông ấy sang một bên, móc một chiếc huân chương ra. Ôn Bất Lâm vừa nhìn thấy huân chương thì sáng mắt lên. Đây là tín vật của cậu Bạch đầy thần bí, hóa ra cậu Tiêu do đích thân tướng quân Đồ Hưu mời lại chính là cậu Bạch với tài sản kếch xù. Ôn Bất Lâm không nhìn được nói, cậu chính là Bạch. Xuyệt. Tiêu Chính Văn đặt ngón tay trước môi, ra hiệu Ôn Bất Lâm giữ bí mật chuyện này. Ánh mắt Ôn Bất Lâm đầy cuồng nhiệt, không ngờ lúc còn sống ông ấy lại có thể gặp được cậu Bạch giàu nứt đố đổ vách. Tiêu Chính Văn ngoái đầu lại, nói, không biết bây giờ tôi đã có thể mua được khách sạn Dược Đô chưa? Ôn Bất Lâm lập tức gật đầu, được chứ, đương nhiên là được. Nếu Bạch, cậu Tiêu muốn, tôi sẽ để cậu tiếp quản khách sạn Dược Đô luôn. Thậm chí, nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể nhường luôn vị trí hội trưởng Dược Đô cho cậu. Tiêu Chính Văn xua tay đáp, vị trí hội trưởng thì không cần đâu, tôi chỉ cần khách sạn Dược Đô thôi. Giọng điệu dõng dạc. Vương Tử Nghiêu đứng lặng tại chỗ như trời trồng, không thể nào, còn chưa đến một phút mà thái độ ông Ôn đã thay đổi 180 độ, nhượng luôn khách sạn Dược Đô mang tính biểu tượng của Dược Đô Giang Trung cho Tiêu Chính Văn. Thậm chí, ông Ôn còn muốn nhường ngôi cho người tài, giao vị trí hội trưởng cho Tiêu Chính Văn. Chỉ trong một phút, rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã có ma lực gì khiến Ôn Bất Lâm nhường vị trí như vậy chứ? Ôn Bất Lâm cung kính nói, được. Ngay sau đó, Ôn Bất Lâm tuyên bố tại chỗ, tôi xin dùng danh nghĩa chủ tịch khách sạn Dược Đô tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, cậu Tiêu Chính Văn chính là chủ tịch mới của khách sạn Dược Đô. Ông ấy vừa dứt lời, xung quanh như bùng nổ. Sao cơ, chủ tịch Ôn từ chức chủ tịch của khách sạn Dược Đô, nhưng lại cho một thằng nhãi mới đến Dược Đô được một ngày sao? Chuyện gì thế này, đây là khách sạn Dược Đô đấy, là kiến trúc biểu tượng nổi bật nhất của Dược Đô. Lẽ nào tên Tiêu Chính Văn này chính là tỷ phú giấu mình trong lời đồn sao? Không ngờ lại vung một số tiền lớn để mua khách sạn Dược Đô. Tiêu Chính Văn nói luôn, hôm nay, tôi sẽ đặt ra quy định mới cho khách sạn Dược Đô. Bắt đầu từ hôm nay, khách sạn Dược Đô sẽ tước bỏ tư cách VIP của Vương Tử Nghiêu, bất cứ người nào của nhà họ Vương cũng không được vào ở khách sạn Dược Đô. Anh! Vương Tử Nghiêu tức đến mức mặt đỏ tía tai, rõ ràng là anh nhằm vào tôi. Nhằm vào nhà họ Vương chúng tôi. Anh hãy đợi đấy, sẽ có ngày anh phải hối hận, anh tưởng tướng quân Đồ Hưu sẽ bảo vệ anh sao? Tiêu Chính Văn hạ lệnh, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Mệnh lệnh đầu tiên của chủ tịch mới. Bảo vệ ở cửa lập tức ùa tới, đuổi Vương Tử Nghiêu ra ngoài. Anh, nhất định sẽ phải hối hận. Vương Tử Nghiêu đứng ở cửa, tức giận đùng đùng. Sau đó, Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan bước vào phòng của khách sạn Dược Đô, chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, khách sạn Dược Đô chỉ thuộc về hai người Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Long Nhất, lệnh cho anh ta tìm hiểu tung tích của Đồ Hưu. Nếu Vương Tử Nghiêu nói thật, có lẽ Đồ Hưu dụ anh đến Dược Đô với mục đích không đơn giản. Chương 691, hạ độc ám sát. Vương Tử Nghiêu không quay về nhà họ Vương, mà một mình lái xe đến biệt thự của Đồ Hưu. Được người làm trong biệt thự của Đồ Hưu dẫn đường, Vương Tử Nghiêu bước vào phòng nghị sự, Đồ Hưu đang ngồi trên ghế cao, hai bên trái phải là hai anh em Ngô Giai và Ngô Kỳ. Còn Vương Vĩ của nhà họ Vương đang cung kính quỳ ở bên dưới. Vương Vĩ thấy Vương Tử Nghiêu đến thì vỗ vai hắn, ra hiệu nói, mau quỳ xuống, không được bất kính với tướng quân Đồ Hưu. Vương Tử Nghiêu thấy thế, lập tức khuỵu gối quỳ xuống. Lúc này, Đồ Hưu nhíu mày nói, Vương Vĩ, không biết chuyện tôi giao cho ông đã làm xong chưa? Vương Vĩ nở nụ cười đáp, tôi đã cử hẳn con trai tôi hoàn thành chuyện đại nhân đã giao, đừng nói chỉ là một chuyện đơn giản, cho dù là chuyện lớn đến đâu thì chúng tôi cũng nhất định sẽ làm ổn thỏa cho ông. Đồ Hưu nghe thấy thế thì nổi giận, chuyện quan trọng như vậy mà ông giao cho thằng con vô dụng của ông làm sao? Rốt cuộc là ông không coi Tiêu Chính Văn ra gì, hay là không coi chuyện của bản tướng quân ra gì?
giọng nói Đầu Hưu không mấy thiện cảm, khiến Vương Vĩ như ngồi trên bàn trông. Đâu có, đâu có, chuyện của đại nhân chính là chuyện lớn nhất của Vương Vĩ tôi, Vương Vĩ lập tức sửa lời. Vâng vâng, Vương Tử Nghiêu cúi đầu khom lưng nói, đúng vậy, tôi thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách nghiêm túc, hiện giờ chắc chắn Tiêu Chính Văn đang vò đầu bứt tóc, không biết rốt cuộc tướng quân Đồ Hưu đang ở đâu. Đôi mắt như chim ưng của Đồ Hưu nhìn chằm chằm Vương Tử Nghiêu, tỏ vẻ hoài nghi. Ai mà chẳng biết Vương Tử Nghiêu của nhà họ Vương là một kẻ vô tích sự, cả ngày chỉ biết lê la các hộp đêm, có thể nói là tai tiếng khắp nơi. Vương Tử Nghiêu vội vàng nói tiếp, ngoài ra, tôi còn cho Tiêu Chính Văn đẹp mặt, để anh ta biết đối đầu với tướng quân Đồ Hưu sẽ có kết cục gì. Đồ Hưu nổi hứng, cậu mà cũng khiến Tiêu Chính Văn khó xử được sao? Tôi muốn nghe xem cậu đã làm thế nào. Vương Tử Nghiêu được Đồ Hưu hỏi đến, lập tức không biết trả lời thế nào. Vốn dĩ hắn muốn xử lý Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ tên Tiêu Chính Văn này không những võ công cao cường, mà thế lực sau lưng cũng lớn mạnh, có thể khiến ông Ôn ra tay giúp đỡ, thậm chí còn mua cả khách sạn Dược Đô không thèm chớp mắt. Vương Tử Nghiêu ấp a ấp úng nói, nếu không phải có lão già Ôn Bất Lâm kia ra mặt giúp đỡ, thì tôi đã dạy cho Tiêu Chính Văn một bài học rồi. Ngô Dài ghé vào tai Đồ Hưu nói mấy câu. Đồ Hưu lập tức nổi trận lôi đình, cầm chiếc cốc trên bàn lên nện về phía Vương Tử Nghiêu. Vương Tử Nghiêu tránh được. Ánh mắt Đồ Hưu như sắp phun ra lửa, nói, không ngờ thằng bất tài nhà họ Vương lại có khả năng phản ứng tốt như vậy. Ngay cả đòn tấn công của bản tướng quân mà cũng tránh được một cách dễ dàng. Vương Vĩ nghe thấy thế thì nổi cáu, cầm cái cốc trên bàn đập mạnh vào đầu Vương Tử Nghiêu. Bốp! Một tiếng động vang lên, đầu Vương Tử Nghiêu lập tức chảy rất nhiều máu. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt hắn. A! À, Vương Tử Nghiêu ôm đầu khóc vì đau đớn. Vương Vĩ quỳ dưới đất, cúi đầu nói, đại nhân, ông đánh chúng rồi, chúng rồi. Đồ Hưu đứng thẳng dậy, gầm gừ nói, đừng giở trò khôn vặt trước mặt tôi bảo ông làm gì thì ông làm nấy, nếu còn dám làm chuyện thừa thãi thì hậu quả không đơn giản là vậy đâu. Vâng, vâng, thuộc hạ đã biết. Vương Vĩ vội vàng gật đầu đồng ý. Được rồi, đưa con trai ông đi băng bó vết thương đi, Đồ Hưu lạnh lùng nói. Vương Vĩ dập đầu mấy cái, nói cảm ơn tướng quân Đồ Hưu, cảm ơn tướng quân Đồ Hưu, sau này tôi sẽ chú ý. Đồ Hưu ném lại câu nói cuối cùng, ông phải biết rằng, Đồ Hưu tôi có thể khiến nhà họ Vương các ông nổi lên ở Dược Đô, đương nhiên cũng có thể khiến nhà họ Vương biến mất ở Dược Đô, đừng quên, tính mạng của nhà họ Vương nằm trong tay tôi. Vương Vĩ nghe thấy thế thì cả người run rẩy, nói, tôi biết rồi, sau này mệnh lệnh của đại nhân Đồ Hưu chính là mục tiêu của nhà họ Vương chúng tôi. Sau khi Vương Vĩ và Vương Tử Nghiêu rời đi, ở sảnh chính, hai anh em Ngô Giai và Ngô Kỳ bắt đầu lên kế hoạch ám sát Tiêu Chính Văn cho Đồ Hưu. Sắc mặt Đồ Hưu u ám, hỏi, hai cậu điều tra thế nào rồi? Ngô Kỳ cung kính trả lời, Tiêu Chính Văn đã nghi ngờ hướng đi của tướng quân, ra lệnh cho người đi điều tra. 50.000 quân sĩ ở ngoài Dược Đô tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Đồ Hưu gật đầu, sau đó nói, bước đầu ám sát Tiêu Chính Văn đã hoàn thành rồi, tiếp theo đây chính là việc chính. Ngô Gia nhíu mày nói, Tiêu Chính Văn đã vào ở khách sạn Dược Đô, nhưng lão già Ôn Bất Lâm này giúp Tiêu Chính Văn nhiệt tình như vậy, thậm chí còn dâng khách sạn Dược Đô mà ông ta mất hơn nửa đời người kinh doanh, sợ là ông ta có mưu đồ gì đó. Ngô Kỳ ở bên cạnh cũng phụ họa, hơn nữa, chuyện này không hề bình thường chút nào. Nghe nói triển lãm sản phẩm dược lần này lớn trước nay chưa từng có, ngay cả anh Bạch Dầu Nứt Đố Đổ Vách cũng có mặt ở Dược Đô, Giang Trung. Những người có thân phận địa vị ở các nơi cũng đến tham gia buổi đấu giá sản phẩm dược. Nếu chúng ta ra tay ở buổi triển lãm, sợ là sẽ bị các thế lực công kích. Đồ Hưu nghe thấy thế thì trầm giọng nói, như vậy thì chắc chắn Tiêu Chính Văn cũng nghĩ rằng chúng ta không dám ra tay với hắn ở buổi triển lãm sản phẩm dược. Vậy thì chúng ta phải làm ngược lại, khiến hắn không kịp trở tay. Ngô Giai nghĩ một lúc, nói, nếu cử người ám sát, sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến người vô tội bị thương. Ha ha ha! Đồ Hưu cười dữ tợn, nói, nếu đã vậy thì tôi không cử người ám sát nữa. Ngô Kỳ nghe thấy thế, dường như đoán được gì đó, bừng tỉnh nói, lẽ nào ý của tướng quân là cử người? Đồ Hưu nhếch mép cười khẩy, gật đầu, thuốc độc, loại chí mạng nhất. Đến lúc đó,
đùn đẩy mọi trách nhiệm cho Hiệp hội Dược Đô, để bọn họ đối đầu với đội quân 50.000 người của Tiêu Chính Văn. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngựa ông đắc lợi. Ngô Giai và Ngô Kỳ lập tức quỳ một gối xuống, nói thuộc hạ bằng lòng đến buổi triển lãm sản phẩm dược diệt trừ Tiêu Chính Văn. Đồ Hưu nhìn hai người, nói, nhiệm vụ lần này tôi cử Ngô Giai đi. Cậu đi sắp xếp việc hạ độc ở buổi triển lãm sản phẩm dược đi, phải đích thân xác định việc sống chết của Tiêu Chính Văn, lúc cần thiết thì đâm thêm một nhát. Ngô Giai gật đầu, rõ. Ngoài ra, Ngô Kỳ, nhiệm vụ của cậu là theo dõi đội quân 50.000 người ở ngoài Dược Đô. Nếu bọn họ có bất cứ động tĩnh gì thì phải báo cáo. Lúc cần thiết hãy tìm mọi cách giữ chân bọn họ, Đồ Hưu tiếp tục dặn dò. Ngô Kỳ đáp lời, rõ. Dứt lời, vẻ mặt Đồ Hưu dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khách sạn Dược Đô. Từ khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đặt chân đến Dược Đô, Đồ Hưu đã bắt đầu bày trận rồi. Để Tiêu Chính Văn hưởng thụ sự chỉ đạo của hướng dẫn viên buổi triển lãm sản phẩm dược, Bảo Vương Vĩ cử người truyền tin ông ta đã rời khỏi Dược Đô, để Ôn Bất Lâm ra mặt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Tuy khách sạn Dược Đô rơi vào tay Tiêu Chính Văn khiến ông ta hơi bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Nước ấm luộc ếch, kế hoạch của Đồ Hưu sẽ khiến Tiêu Chính Văn chết trong sự dịu dàng. Tiêu Chính Văn, không ngờ có ngày mày lại rơi vào tay tao. Yên tâm đi, mày mà đi, tao sẽ để 50.000 quân sĩ xuống địa ngục cùng mày. Chương 692, hoãn lại. Ngày thứ hai Tiêu Chính Văn đến Dược Đô, bầu trời xuất hiện vệt trắng bụng cá đầu tiên, mặt trời vẫn rực rỡ, khi ánh mặt trời chiếu xuống, vẫn ấm áp dễ chịu, tất cả mọi thứ vẫn như trước đó. Tiêu Chính Văn đứng ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh bên dưới khách sạn Dược Đô, tay anh cầm một ly rượu, chậm rãi uống cạn. Lúc mới vào miệng mùi vị hơi đắng chát, nhưng uống được một lúc lại có cảm giác dư âm đọng mãi. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn xuống dưới, đập vào mắt là phong cảnh, ngẩng đầu lên là mây hồng. Khách sạn Dược Đô được xây dựng ở khu vực thượng nguồn sông. Phong cảnh ở thượng nguồn tươi đẹp, nước sông chảy về đông, sóng gợn lăn tăn. Khương Vi Nhan dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khuôn mặt ngượng ngùng. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, thời gian không để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt cô, anh vẫn nhớ đây là dáng vẻ lúc cô lần đầu xuất hiện. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, em dậy rồi à, buổi đấu giá sản phẩm dược sắp bắt đầu rồi. À, Khương Vi Nhan vội vàng đi tìm quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác, sao anh không gọi em dậy? Ngày đầu đấu giá đã đến muộn, ngại chết đi được. Tiêu Chính Văn cất bước đi tới, vuốt cằm Khương Vi Nhan, nói, đến muộn thì sao chứ? Cứ để bọn họ chờ thêm đi. Khương Vi Nhan bật cười, nói, vớ vẩn, chúng ta là người được mời đến, đừng nên đến muộn, nếu không, người ta lại tưởng chúng ta không có thành ý hợp tác. Được, anh nghe vợ hết. Tiêu Chính Văn cười đáp, lấy một tấm danh thiếp ra, trên đó viết tên của Ôn Bất Lâm. Đúng vậy, tối hôm qua, sau khi Tiêu Chính Văn tiết lộ thân phận anh Bạch với ông ấy, Ôn Bất Lâm cứ như biến thành một người khác, không những hỏi han ân cần, mà còn chủ động đưa danh thiếp cho Tiêu Chính Văn. Ôn Bất Lâm nói với Tiêu Chính Văn, sau này nếu anh có bất cứ lời dặn dò gì, thì cứ gọi thẳng điện thoại cho ông ấy. Ôn Bất Lâm không nói cho Tiêu Chính Văn số điện thoại của thư ký, mà là số di động của ông ấy. Ôn Bất Lâm lo nếu Tiêu Chính Văn gọi cho thư ký riêng, rồi thư ký riêng lại gọi cho mình, sợ là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phục vụ anh. Dù sao đây cũng là cậu Bạch. Cậu ấy là tỷ phú đã đầu tư mấy chục tỷ tệ, sợ là cả Hoa Quốc cũng không có ai giàu bằng cậu Bạch. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cậu Bạch không thể bỏ mặc được. Nếu như lọt được vào mắt xanh của cậu ấy, nhận được khoản đầu tư lớn thì chẳng khác gì cá chép vượt vũ môn, một bước lên trời. Tiêu Chính Văn gọi đến số điện thoại của Ôn Bất Lâm. Tút tút tút, điện thoại được kết nối. Ôn Bất Lâm lên tiếng trước, giọng điệu cung kính, cậu Bạch. Không biết cậu tìm tôi có việc gì vậy? Tiêu Chính Văn trầm mặc. Ôn Bất Lâm sực nhớ ra, sửa lời, cậu Tiêu, tôi xin lỗi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không gọi nhầm nữa. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới thờ ơ nói, hãy nhớ, không có lần sau đâu. Được, được. Ôn Bất Lâm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiêu Chính Văn nói thẳng, hoãn buổi đấu giá sản phẩm dược xuống buổi chiều. Ôn Bất Lâm hoài nghi nói, tôi biết rồi. Giờ tôi đi thông báo ngay đây. Cậu Tiêu,
hoãn đến mấy giờ chiều thì ổn thỏa nhất. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Khương Vi Nhan vẫn đang thay quần áo, làn da trắng muốt lộ ra bên ngoài, quả thực khiến người ta phải suy nghĩ vẩn vơ. Anh trầm tư một lúc mới đáp, nếu thế thì hoãn đến sau một giờ chiều đi. Chúng tôi ăn sáng xong sẽ đến đó. Ôn Bất Lâm vội vàng nói, được, được, vậy tôi sẽ chờ cậu ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Tút tút tút, điện thoại ngắt kết nối. Khương Vi Nhan vất vả lắm mới mặc xong quần áo, còn không kịp trải đầu trang điểm đã giục Tiêu Chính Văn đi. Tiêu Chính Văn ôm lấy cô, nói bên tai cô, không cần sốt ruột, chúng ta cứ bình tĩnh được không? Khương Vi Nhan cảm thấy cơ thể có một luồng gió nhẹ thổi qua, cả người nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, gò má cô lập tức đỏ bừng, trông vô cùng hấp dẫn. Khương Vi Nhan nũng nịu nói, anh đừng quậy nữa, phải đến triển lãm sản phẩm dược rồi. Tiêu Chính Văn hôn lên đôi môi xinh xắn của Khương Vi Nhan, dịu dàng nói, không sao đâu, buổi đấu giá sản phẩm dược đã hoãn đến một giờ chiều rồi. Không ai có thể làm phiền đến anh và em cả. À, trong tiếng kêu thảng thốt của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn và cô lại vùi vào chiếc giường lớn mềm mại. Khương Vi Nhan vừa mặc xong quần áo, lại lần nữa cởi sạch không còn gì. Không ai biết về chuyện ở khách sạn Dược Đô, mọi người đều thắc mắc tại sao buổi đấu giá sản phẩm dược lại hoãn. Ngay khi nhận được lệnh của Tiêu Chính Văn, Ôn Bất Lâm lập tức thông báo hoãn buổi đấu giá sản phẩm dược đến 1 giờ chiều. Hoa tươi, rượu ngon, và thảm đỏ. Trung tâm triển lãm sản phẩm dược là trung tâm hoạt động của Hiệp hội Dược Đô, trước giờ luôn là nơi tổ chức tất cả các hoạt động lớn nhỏ của Hiệp hội. Những người có thể vào trung tâm triển lãm sản phẩm dược đều là những thế gia hàng đầu ở Giang Trung. Tay ai cũng cầm ly rượu, nói chuyện sôi nổi. Bọn họ cười nói vui vẻ, mỗi hành động đều cho thấy dáng vẻ của người thành công. Một tướng thành công vạn thây khô, những người có thể lên đến đỉnh cao thì không ai biết đến bóng râm dưới ánh mặt trời cả. Đương nhiên, trên hoa tươi chỉ có hương hoa, thứ cắm trong bùn thì không được thấy ánh mặt trời. Giám đốc Thái của trung tâm triển lãm sản phẩm dược cầm ly rượu bước lên hội trường, anh ta đứng trên bục phát biểu, lớn tiếng tuyên bố, buổi đấu giá sản phẩm dược hôm nay sẽ hoãn đến 1 giờ chiều, xin các vị khách quý hãy rời đi theo thứ tự. Thái Văn nở nụ cười, dáng vẻ nho nhã rất bắt mắt. Tất cả mọi người đều xì xào, hoãn á. Từ khi Hiệp hội Dược Đô được thành lập đến nay, chưa từng hoãn bất cứ hoạt động quan trọng nào. Buổi đấu giá sản phẩm dược lần này lại càng là sự kiện lớn 10 năm một lần, vậy mà bảo hoãn là hoãn. Một tiểu thư mặc sườn xám nói, sao lại bất ngờ như vậy, trước đó chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào cả, thế này chẳng phải khiến chúng tôi mất công đến đây sao? Phải đấy. Có người dẫn đầu, mọi người trong trung tâm triển lãm sản phẩm dược nhao nhao phụ họa. Bọn họ rất tự cao, điều bọn họ cần là thể diện. Dù triển lãm sản phẩm dược có thế nào thì cũng không thể để bọn họ mất công đi một chuyến như vậy được. Thái Văn cười đáp, thực sự rất xin lỗi mọi người, chúng tôi cũng chỉ mới nhận được tin, nghe nói đây là mệnh lệnh tạm thời của ông Ôn, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Ông Ôn là nhân vật tai to mặt lớn ở Dược Đô, Ôn Bất Lâm có uy vọng cực kỳ lớn ở Hiệp hội Dược Đô, thậm chí là cả Dược Đô. Lúc này, Thái Văn nhắc đến tên Ôn Bất Lâm. Một là để chặn miệng những lời bàn tán, hai là để phủi sạch trách nhiệm. Nếu các người có bản lĩnh, thì đi tìm ông Ôn mà thắc mắc. Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Thái Văn đắc ý nhếch mép cười khẩy, tôi biết ngay là các người không dám gây rắc rối cho ông Ôn mà. Một đám sợ mạnh hiếp yếu. Chương 693, cậu sẽ cầu xin tôi vào. Một người mặc áo màu xám nhạt nói, xin hỏi lý do là gì vậy? Phải biết rằng buổi đấu giá sản phẩm dược trước giờ chưa từng bị hoãn, ít nhất cũng phải tiết lộ chút tin tức chứ, nếu không khó mà bịt được miệng mọi người. Nhìn đi, đúng là không ngoài dự đoán của Thái Văn. Đám người này thấy đối phương có thế lực quá mạnh, nên quyết định tìm bậc thang khác để xuống nước. Việc này, Thái Văn do dự một lúc mới nói, tin tức được công bố bất ngờ, tôi cũng không biết nhiều. Hình như có một nhân vật có máu mặt không đến được. Nên bảo ông Ôn hoãn thời gian. Cái gì? Một hòn đá làm mặt hồ nổi sóng. Mọi người lại càng ồn ào hơn. Có chuyện gì vậy? Ông Ôn người đứng đầu Dược Đô Giang Trung mà phải nghe lệnh một người có máu mặt. Không ngờ vì người này mà hoãn cả buổi triển lãm sản phẩm dược. Lẽ nào người có máu mặt này chính là người đã thu mua khách sạn Dược Đô hôm qua sao?
Nghe nói hôm qua ông Ôn còn đích thân đi đón anh ta, đưa anh ta lên tận phòng. Đúng là khó tin, không ngờ lại có thể gặp được ông trùm còn có máu mặt hơn cả ông Ôn. Nếu như có cơ hội uống một ly với người đó thì tốt biết bao. Thái Văn cũng không quan tâm đến lời bàn tán của mọi người, một mình rời khỏi trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Gần như trung tâm giải tán ngay tức thì. Nhất thời, tin tức một nhân vật có máu mặt ra lệnh hoãn buổi đấu giá sản phẩm dược lan khắp dược đô. Trên thì lên tít báo, dưới thì tin vỉa hè, gần như tất cả mọi người đang bàn tán về chuyện một nhân vật tai to mặt lớn đến triển lãm sản phẩm dược. Ngô Giai vốn đã mua chuộc được nhân viên phục vụ ăn uống ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược, định bỏ thuốc độc vào trà trái cây của Tiêu Chính Văn, khiến Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan trúng độc mà chết. Nhưng kế hoạch đã thất bại. Buổi đấu giá sản phẩm dược bị hoãn đúng là bất ngờ, chuyện này quá nhanh, khiến Ngô Giai trở tay không kịp. Ngô Giai lập tức báo cáo với Đỗ Hưu, xin chỉ thị tiếp theo. Tướng quân, kế hoạch xuất hiện tình huống bất ngờ. Buổi đấu giá sản phẩm dược bị hoãn đến 1 giờ chiều, theo tin tình báo thì rất có khả năng là Tiêu Chính Văn hạ lệnh cho Ôn Bất Lâm hoãn lại. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta sao? Ngô Giai báo cáo, sắc mặt rất khó coi. Không thể nào, bên phía Ngô Kỳ không có bất cứ động tĩnh gì, 50.000 người ở ngoài dược đô vẫn án binh bất động, rõ ràng là Tiêu Chính Văn vẫn chưa phát giác ra kế hoạch của chúng ta. Lúc này, Đồ Hiêu đang ở trong biệt thự. Sắc mặt vô cùng u ám. Tướng quân, tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì? Ngô Giai hỏi. Cứ giữ lại nhân viên phục vụ kia, chờ lúc mở màn vào 1 giờ chiều tiếp tục tiến hành ám sát. Hãy nhớ, Tiêu Chính Văn là một người lính. Nhất định phải phân tán sự chú ý của hắn, đừng để hắn có cơ hội nhìn ra sơ hở. Đồ Hưu hạ lệnh. Rõ. Thời gian thuốc độc phát tác khoảng 3 phút, nếu Tiêu Chính Văn trúng độc. Nhất định phải chắc chắn hắn đã chết hay chưa? Vâng, thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian dần trôi qua. Có người bận rộn cho qua thời gian, có người ai oán cho qua thời gian, có người lơ mơ buồn ngủ cho qua thời gian, còn Tiêu Chính Văn thì đắm chìm trong hạnh phúc cho qua thời gian. Thời gian nhanh hay chậm trên thực tế là do cảm nhận của mỗi người. Khương Vi Nhan nằm trong lòng Tiêu Chính Văn, ngoan ngoãn như một chú thỏ. Khương Vi Nhan nhìn đồng hồ, nói, sắp 1 giờ rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi, không thể đến muộn được. Tiêu Chính Văn nhẹ giọng nói, cùng lắm anh bảo bọn bỏ hoãn thêm ngày nữa, không ai có thể làm phiền thế giới của hai chúng ta cả. Khương Vi Nhan đẩy Tiêu Chính Văn, nói, anh đừng quậy nữa. Tiêu Chính Văn mỉm cười, không níu kéo cô nữa. Khương Vi Nhan mặc xong quần áo, nói, anh nhớ xuống ăn sáng nhé, em đợi anh. Tiêu Chính Văn gật đầu. Tít. Đúng lúc này, có tin nhắn gửi đến. Tiêu Chính Văn mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Long Nhất. Chủ soái, chúng tôi thực sự không tra được bất cứ ghi chép xuất cảnh nào của Đồ Hưu. Đồ Hưu chắc chắn vẫn ở Dược Đô. Nếu như có ra khỏi Dược Đô thì rất có khả năng là đường bí mật của bên quân đội. Tiêu Chính Văn trầm tư rất lâu, mới mặc quần áo và rời khỏi phòng. Từ tầng 2 đến tầng 4 của khách sạn Dược Đô đều là nhà hàng. Có vị trí hàng đầu. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ăn xong, liền đi thẳng tới trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Cô gái này đúng là tích cực quá. Thực ra, nếu Khương Vi Nhan muốn, thì buổi đấu giá sản phẩm dược này có thể rời đến tổ chức ở khách sạn. Cuối cùng, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vẫn đến muộn. Những nhân vật hàng đầu, cùng với các ông trùm ở Dược Đô và từ nơi khác đến đã đến trung tâm, bắt đầu ngồi vào chỗ. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vừa vào sảnh chính trung tâm triển lãm sản phẩm dược đã bị từng đôi mắt đổ dồn đến. Tất cả những nhân vật thành công ở đây đều bị vẻ đẹp của Khương Vi Nhan thu hút, chiếc váy lộ lưng màu tím, trông cô như tiên dáng trần. Mới nhìn thì như mỹ nữ bước từ trong truyện tranh ra, nhìn kỹ thì như tiên nữ chỉ trên trời mới có, chỉ ngắm được mà không với tới được. Vẻ đẹp của Khương Vi Nhan khiến đàn ông nhìn mà chảy nước miếng, còn phụ nữ nhìn thì tự thẹn không bằng. Nhất thời, những lời ghen ghét nổi lên. Xì, cũng chỉ có chút nhan sắc mà thôi, ngay cả buổi đấu giá sản phẩm dược mà cũng dám đến muộn, không biết là có học hay không, có khi là một đứa con gái vớ vẩn từ đâu đến. Nhìn dáng vẻ cô ta kìa, chắc là bám được vào đại gia nào đó, nên mới được vào trung tâm triển lãm sản phẩm dược này. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn bị bảo vệ của trung tâm ngăn lại, bọn họ đến muộn,
theo quy định thì không được vào. Khương Vi Nhan cuống hết cả lên, biết thế này cô đã đi sớm hơn chút, có khi còn có cơ hội làm quen với những người nổi tiếng kia. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, cậu bảo vệ, cậu cứ để chúng tôi vào đi. Nếu không tôi sợ cậu sẽ bị mất việc đấy. Gã bảo vệ nở nụ cười khinh bỉ, anh tưởng anh là ai hả, trung tâm triển lãm sản phẩm dược có quy định riêng, nếu muốn vào thì mai đến sớm chút. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy, mong là đến lúc đó cậu không hối hận. Gã bảo vệ chìa tay ra ngăn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan lại, ánh mắt tỏ ý đừng hòng được vào. Tiêu Chính Văn nói nhẹ như không, nhớ là đừng hối hận nhé, đến lúc đó cậu phải mời chúng tôi vào đấy, nếu không chúng tôi sẽ không vào đâu. Gã bảo vệ lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Mời các người vào sao? Đúng là hoang đường, nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại bỗng tỏ thái độ đắc ý. Khương Vi Nhan kéo áo Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn cô với ánh mắt kiên định, nói em yên tâm đi, lát nữa bọn bỏ sẽ phải mời chúng ta vào. Đúng vậy, không có anh Bạch thì buổi đấu giá sản phẩm dược này làm cho ai xem chứ? Ôn Bất Lâm bước từ hậu trường ra, chống gậy bước lên bục. Ông ấy nhìn hàng ghế đầu tiên, nhất thời nhìn chằm chằm hai chiếc ghế trống, trên đó viết tên của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Ôn Bất Lâm thở dài, cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn không đến. Cũng khó trách, một buổi đấu giá sản phẩm dược nhỏ bé thì khó mà lọt vào mắt xanh của cậu Bạch. Ôn Bất Lâm liếc ra xa, bỗng nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang bị chặn ở ngoài cửa. Chương 694, thái độ của ông Ôn. Tiếp sau đây, chúng tôi xin mời ông Ôn đọc diễn văn. Thái Văn nói trước micro, là giám đốc của trung tâm triển lãm sản phẩm dược và người dẫn chương trình của buổi đấu giá sản phẩm dược lần này. Nhiệm vụ của Thái Văn rất quan trọng, thúc đẩy bầu không khí, thừa kế mở rộng, không thể chậm trễ. Sau khi Thái Văn nói xong, tiếng vỗ tay xung quanh như sấm rền vang. Cũng không phải vì muốn hùa theo Thái Văn, mà là vì ít nhiều muốn nể mặt ông Ôn. Nhưng hiển nhiên ông Ôn vẫn đang ngây người. Thái Văn nói lại lần nữa, có thể là tiếng vỗ tay không đủ nhiệt liệt, để chúng ta vỗ tay lại lần nữa mời ông Ôn Ôn Bất Lâm hội trưởng Hiệp hội Dược Đô. Thái Văn dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ như sấm dậy lần nữa. Lúc này Ôn Bất Lâm đã cử động. Có điều Ôn Bất Lâm không đi đến trước micro, mà chống gậy đi về phía cửa. Ở đó có anh Bạch, sao lại bị người ta chặn ngoài cửa thế? Ôn Bất Lâm chạy nhanh về phía cửa, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thái Văn liền cầm micro lên, có thể là ông Ôn của chúng ta đã gặp một vài tình huống đặc biệt cần phải xử lý. Mọi người cứ bình tĩnh đừng sốt ruột, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo của buổi triển lãm sản phẩm dược. Thái Văn không hổ là người dẫn chương trình từng chủ trì hoạt động cỡ lớn, tình huống này vẫn quá là nhỏ nhặt, dễ dàng xử lý. Thái Văn đẩy nhanh tiến độ của buổi triển lãm sản phẩm dược, đi thẳng vào bước thứ hai, tránh buổi triển lãm sản phẩm dược rơi vào cảnh tẻ nhạt. Ôn Bất Lâm không quan tâm tình hình của buổi triển lãm sản phẩm dược, không phải không muốn quản, mà là chuyện phải phân biệt nặng nhẹ, nếu Tiêu Chính Văn không vui, rời khỏi buổi triển lãm sản phẩm dược, hoặc có điều bất mãn với buổi triển lãm sản phẩm dược. Vậy thì, Hiệp hội Dược Đô có thể chìm vào bóng tối ngay lập tức. Không có đầu tư, rất khó mà tiến thêm bước nữa. Trước nay dã tâm của Ôn Bất Lâm không chỉ ở dừng ở đó, phát triển Hiệp hội Dược Đô mục đích chính là để cho danh tiếng của nhà họ Ôn vang vọng khắp Hoa Quốc. Mà muốn hoàn thành mục tiêu này, trợ lực tiền vốn buộc không thể thiếu, cho nên Ôn Bất Lâm vẫn luôn khao khát có thể hợp tác với Tiêu Chính Văn, có được trợ giúp vốn của Tiêu Chính Văn, mượn chuyện này để một bước lên mây. Bảo vệ nhìn thấy Ôn Bất Lâm bước đến liền cung kính nói, chào ông Ôn. Ôn Bất Lâm hung hăng cầm gậy lên gõ mấy cái thật mạnh lên đầu bảo vệ dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nói, chào cái gì mà chào, cậu lại dám chặn khách quý của chúng tôi lại, không để họ vào là muốn làm gì đây, lẽ nào muốn tạo phản. Mặt bảo vệ đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Ôn Bất Lâm, nói, ông Ôn, anh ta là khách quý của ông sao? Tôi thật sự không biết. Ôn Bất Lâm không để ý đến bảo vệ nữa, mà lên tiếng mời Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tiểu thư Khương. Chúng ta cùng vào trong thôi. Ôn Bất Lâm hạ tư thế rất thấp, thấp đến mức không thể nhận ra. Trong lúc nhất thời, cả hội trường bàn tán sôi nổi. Lẽ nào anh ta chính là gia tộc giàu có lánh đời mua lại khách sạn lớn Dược Đô vào tối hôm qua, vậy mà lại khiến ông Ôn Bất Lâm khom lưng cúi đầu.
Lẽ nào trì hoãn buổi triển lãm sản phẩm dược chính là lệnh của anh ta? Người cao quý đứng đầu dược đô như ông Ôn mà lại cúi đầu với người này, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bảo vệ cũng kinh hồn bạt vía, vừa nãy hắn lại ăn nói bậy bạ với ông Ôn, lần này sợ là không giữ được chén cơm rồi. Ôn Bất Lâm lên tiếng mời lần nữa. Tiêu Chính Văn vẫn đứng bất động, nhìn sang gã bảo vệ kia, nói, tôi nói rồi, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu sẽ phải mời chúng tôi vào trong. Vì giữ chén cơm bảo vệ lại quỳ xuống, cầu xin, anh Tiêu, đều tại tôi mắt chó xem thường người khác, mọi người vào trong đi, nhưng xin anh đừng so đo với tôi. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, đưa Khương Vi Nhan bước thẳng vào trong hội trường. Nhất thời trong hội trường im phăng phắc. Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan vào chỗ ngồi, hội trường mới dần náo nhiệt trở lại. Trên gương mặt Thái Văn nở nụ cười, một vài việc gián đoạn vừa nãy, mọi người đừng ngạc nhiên quá, chúng ta tiếp tục, để chúng tôi đưa ra sản phẩm đấu giá đầu tiên, nó là một cây, khoan đã, Tiêu Chính Văn lên tiếng ngắt lời. Thái Văn cười mỉa, à, không biết anh đây có ý kiến gì? Tiêu Chính Văn lên tiếng, quy trình trước đó chúng tôi không tham dự, làm lại lần nữa đi. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh ồn ào bán tán. Anh đang nói gì thế, người của cả hội trường phải lặp lại quy trình cùng anh sao? Tất cả mọi người đều không xem lời nói của Tiêu Chính Văn ra gì, suy cho cùng đây là buổi triển lãm sản phẩm dược dược đô, không phải là buổi trình diễn cá nhân tự do, đám đông không thể nghe theo ý kiến của một người. Thái Văn cũng lúng túng, chuyện này căn bản không thể nào. Nhưng Ôn Bất Lâm chống gậy, bước lên sân khấu triển lãm, chỉ với một ánh mắt đã khiến Thái Văn bên dưới tự đi đến trước micro. Nếu anh Tiêu đã có yêu cầu, vậy thì chúng tôi sẽ lặp lại quy trình. Theo quy trình, bây giờ chắc hẳn là tôi xuất hiện trên sân khấu triển lãm, tiến hành tuyên truyền hội đấu giá của triển lãm sản phẩm dược. Vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao lần nữa. Ôn Bất Lâm đối xử với Tiêu Chính Văn giống như đang đối xử với nhà đầu tư lớn của mình. Thật ra, đúng là cũng có thể nghĩ như vậy, với Ôn Bất Lâm mà nói, Tiêu Chính Văn chính là một ông bố đầu tư. Anh bạch ra tài bạc triệu, nặn ra chút nước từ trên miếng bọt biển thì có thể đưa cả hiệp hội dược đô vào con đường mới, thậm chí trở thành hiệp hội đứng đầu Hoa Quốc. Ôn Bất Lâm nói liên tục trên sân khấu, ở dưới sân khấu Tiêu Chính Văn nghe rất hăng say. Thái Văn đổ mồ hôi đầm đìa, sau lưng lạnh toát, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn, giống như nhìn thấy chuyện khủng khiếp gì đó. Sau bài phát biểu, Ôn Bất Lâm xuống sân khấu, giao lại cho Thái Văn. Thái Văn nơm nớp lo sợ lên sân khấu, ánh mắt nhìn sang Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, tỏ ý Thái Văn cứ tiếp tục đi. Thái Văn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bảo nàng thỏ đưa món đồ đấu giá đầu tiên lên Linh Chi nghìn năm. Giá khởi đầu 100.000 tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 tệ. Tiêu Chính Văn giơ bảng, 200.000 tệ. Ôi! Tiêu Chính Văn nâng thẳng giá lên cao gấp đôi, khiến nhiều doanh nhân trợn mắt há mồm. Đây chẳng qua qua món đồ đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá của triển lãm sản phẩm dược hôm nay, rốt cuộc nên nói Tiêu Chính Văn nhiều tiền tiêu không hết, hay là nói anh ngốc đây? Món đấu giá đầu tiên lại tăng gấp đôi. Nhưng có ai đó không vui rồi. Ngô Giai liền đấu giá, tăng lên 1.000 tệ, thậm chí còn đưa ánh mắt khinh thường về phía Tiêu Chính Văn. Khiêu khích trắng trợn. Tiêu Chính Văn lại giơ bảng lần nữa, 300.000 tệ. Ôi trời! Món đấu giá đầu tiên tăng thẳng gấp 3 lần, Tiêu Chính Văn cũng giàu quá rồi đó. Ngô Giai không bỏ cuộc, tiếp tục tăng 1.000 tệ. Tiêu Chính Văn giơ bảng, 400.000 tệ. Ngô Giai tăng 1.000 tệ nữa. Tiêu Chính Văn giơ bảng 1 triệu tệ. Món nhân sâm nghìn năm này rơi vào túi Tiêu Chính Văn dưới vẻ trợn mắt há mồm của Ngô Giai. Cũng không phải là Ngô Giai sợ hãi, gã thật sự không có nhiều tiền như vậy. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiền trong tay gã chỉ không đến 500.000 tệ. Đây đã là toàn bộ số tiền gã lấy được từ chỗ đổ hưu. Tiếp sau đó, hết món này đến món khác đều rơi thẳng vào túi Tiêu Chính Văn, không hề có ngoại lệ. Cho đến cuối cùng, thậm chí Thái Văn hỏi thẳng Tiêu Chính Văn ra giá bao nhiêu. Chương 695, hôm nay tôi phải lấy đầu đồ hưu. Ngô Giai không hề do dự, ra lệnh cho nhân viên phục vụ mang đồ uống có chứa thuốc độc tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Ngô Giai tận mắt chứng kiến Tiêu Chính Văn một hơi uống cạn. Trong lòng gã vui sướng phát điên, thành công rồi, thành công rồi.
Gã đã không còn tâm trí gì để quan tâm đến các sản phẩm tại buổi triển lãm sản phẩm dược, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. 3 phút đếm ngược. Trong vòng 3 phút nếu Tiêu Chính Văn sẽ trúng độc mà chết thì nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Trong vòng 3 phút nếu Tiêu Chính Văn không chết thì nhiệm vụ thất bại. Từng giây từng phút trôi qua, buổi triển lãm cũng bắt đầu đi đến những sản phẩm đấu giá cuối cùng. Món đồ đấu giá cuối cùng Thanh Thần Thảo đã được đưa lên quầy triển lãm. Tiêu Chính Văn lên tiếng, 1,5 triệu. Không gian lặng ngắt, không một ai tranh giành với Tiêu Chính Văn, một mình Tiêu Chính Văn nút hết toàn bộ các món đồ đấu giá vào trong túi. Thái Văn cười nói, chúng tôi xin được chúc mừng anh Tiêu Chính Văn, hôm nay, một mình anh ấy đã mua hết toàn bộ sản phẩm đấu giá, không còn nghi ngờ gì nữa, người thu hoạch được nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là anh Tiêu đây. Cái tên Tiêu Chính Văn vừa được sướng lên, Tiêu Chính Văn liền đứng dậy, sau đó ngã quỵ xuống. 3 phút, không hơn không kém, vừa tròn 3 phút. Ngô Giai nhìn đồng hồ, phát hiện ra không sai lệch dù chỉ 1 giây. Khương Vi Nhan hoảng hồn, ôm lấy Tiêu Chính Văn, khóc lóc thảm thương, Tiêu Chính Văn, anh tỉnh lại đi, anh đừng dọa em mà. Khương Vi Nhan ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Tiêu Chính Văn, nhưng anh vẫn không hề tỉnh lại. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã không còn thở nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Ôn Bất Lâm vứt bỏ cây gậy, chạy như bay về phía Tiêu Chính Văn. Không thể nào, nếu như anh Bạch chết ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược thì Hiệp hội Dược Đô sẽ không ngóc nổi đầu lên được nữa. Thế nhưng, khi Ôn Bất Lâm bắt mạch cho Tiêu Chính Văn thì anh thật sự đã không còn mạch đập. Cậu ấy chết rồi. Ôn Bất Lâm đứng dậy, nhà đầu tư của Hiệp hội Dược Đô đã chết rồi, chết ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược một cách kỳ lạ. Ngô Giai vẫn đứng trong đám người, nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt không hề lay động. Mãi đến khi Tiêu Chính Văn được xe cứu hộ đưa đi, Ngô Giai mới dần yên tâm. Ngô Giai tiến vào trong góc, lén báo cáo tình hình cho Đồ Hưu. Tướng quân, nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Tiêu Chính Văn chết rồi, vua Bắc Lương chết rồi, chết ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, chết tức tưởi rồi. Cậu chắc chứ? Mặc dù Đồ Hưu vẫn hơi hoài nghi nhưng sự vui vẻ trong giọng điệu thì không có cách nào che giấu nổi. Chắc chắn, Ôn Bất Lâm đích thân bắt mạch, con nhỏ Khương Vi Nhan khóc lóc rất thương tâm, căn bản không hề giống như đang diễn trò. Tốt, giờ tôi sẽ bảo Ngô Kỳ truyền tin Tiêu Chính Văn chết ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược, chết trong tay Hiệp hội Dược Đô. Để Ngô Kỳ thông báo cho 50,000 binh lính của Tiêu Chính Văn. Cậu tiếp tục ở lại trung tâm triển lãm sản phẩm dược, theo sát Ôn Bất Lâm. Nếu như bọn họ có động tĩnh gì bất thường thì phải lập tức thông báo. Rõ. Tút tút tút, cúp điện thoại. Ngô Giai nở nụ cười tươi rói, giết chết được một kẻ không ai bì nổi như chủ soái Bắc Lương, công lao này đủ để Ngô Giai nổi tiếng cả đời. Thế nhưng, vào khoảnh khắc mà Ngô Giai quay đầu lại, nụ cười trên mặt gã hoàn toàn lụi tắt. Gã nhìn thấy người mà cả đời này mình không nên gặp lại nữa. Tiêu Chính Văn. Vậy mà lại là Tiêu Chính Văn. Ngô Giai chỉ vào Tiêu Chính Văn đang sống sờ sờ trước mắt, nói với vẻ kinh ngạc, anh, Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy, nhìn Ngô Giai. Ngô Giai sợ hãi, sao anh lại ở đây? Đáy mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng sắc bén, nói tôi nên ở địa ngục sao? Ngô Giai vội vàng rút điện thoại ra, bấm số điện thoại của Đồ Hưu. Thế nhưng, Ngô Giai cảm thấy tay của mình trở nên vô cùng nặng nề, căn bản không thể ấn nổi bàn phím điện thoại. Một giây sau, gã cảm thấy ngực đau nhói, giống như có một ngụm máu tươi chặn lại ở yết hầu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng, gậy ông đập lưng ông, anh cũng cảm nhận một chút mùi vị thuốc độc của mình ra sao đi. Khụ khụ. Ngô Giai ôm lấy yết hầu, cảm thấy vô cùng khó chịu. Dần dần, hai mắt Ngô Giai tối sầm lại, ngã xuống mặt đất, trở thành một cái xác lạnh ngắt. Long Ngao xuất hiện tại trung tâm triển lãm sản phẩm dược, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, chủ soái, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Đồ Hưu đang ở trong biệt thự của mình, bất di bất dịch, tình hình bên trong biệt thự không rõ ra sao, nhưng ông ta không thể chạy thoát được. Tiêu Chính Văn hỏi, ba Long Tôn khác đang ở đâu? Long Hình và Long Nguyệt canh giữ bên ngoài biệt thự của Đồ Hưu, còn Long Lân thì ở bên ngoài Dược Đô cùng với 50,000 binh lính, hiện giờ đang đợi Đồ Hưu tự mở cổng để 50,000 binh lính tiến vào. Tiêu Chính Văn lên tiếng tốt, bây giờ mấy người cứ canh giữ biệt thự của Đồ Hưu,
hôm nay tôi phải lấy được đầu của ông ta. Rõ. Long Ngao tuân lệnh. Tiêu Chính Văn trở về trung tâm triển lãm sản phẩm dược, ở đó có người mà anh quan tâm nhất, trước trận đại chiến này, không thể để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bình an trở về, tất cả mọi người đang có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Chính Văn này không phải vừa chết rồi hay sao? Sao bây giờ lại trở về đây như không bị gì vậy? Ngay cả Ôn Bất Lâm đã bắt mạch cho Tiêu Chính Văn cũng không thể tin nổi, phải biết rằng, y thuật của ông Ôn là đỉnh cao nhất trong toàn bộ dược đô. Nếu như ông Ôn khẳng định người này đã chết thì e rằng không một ai có thể cứu nổi. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại đang bình thản đứng tại nơi này. Ôn Bất Lâm hỏi, cậu Tiêu, cậu. Tiêu Chính Văn khẽ cười, ban nãy cảm ơn ông đã giúp đỡ kiểm nghiệm. Ôn Bất Lâm vẫn không hiểu đầu đuôi thế nào cả. Thật ra với y thuật của Tiêu Chính Văn, loại chất độc còn con này không lọt qua nổi mắt thần của anh. Gần như ngay trong ánh mắt đầu tiên, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy đồ uống có vấn đề. Tiêu Chính Văn sử dụng phép đánh cháo, đổi đồ uống của mình và Ngô Giai cho nhau, bởi thế mới khiến cho Ngô Giai trúng độc chết. Còn về việc làm sao để giấu được Ôn Bất Lâm thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần nín thở một lúc, quá là đơn giản rồi. Khương Vi Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì chạy ngay về phía anh, vừa ôm chặt lấy anh vừa khóc, em còn cho rằng anh không còn trên đời này nữa. Khương Vi Nhan khóc sướt mướt, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn ngập tràn đau thương. Tiêu Chính Văn nhìn thấy vậy thì đau lòng không thôi. Anh lau sạch nước mắt của Khương Vi Nhan, dịu dàng an ủi, không sao, không phải anh vẫn đang yên ổn đứng ở đây sao? Khương Vi Nhan nói, sau này, nếu như anh lại có hành động đặc biệt thì nhất định phải nói với em, đừng để cho em phải lo lắng vì anh nữa. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh bảo đảm với em. Tiêu Chính Văn giơ ba đầu ngón tay lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan bật cười rồi nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan đi đến trước mặt Ôn Bất Lâm, trịnh trọng nói, ông Ôn, tôi giao vợ mình cho ông chăm sóc, đợi tôi trở về, Hiệp hội Dược Đô sẽ trở thành bạn của Tiêu Chính Văn tôi. Chỉ cần một câu nói này cũng là quá đủ rồi. Ôn Bất Lâm gật đầu nói, cậu Tiêu yên tâm. Hiệp hội Dược Đô còn thì cô Khương còn. Hiệp hội Dược Đô mất thì cô Khương vẫn sẽ còn ở đó. Tiêu Chính Văn quay lưng rời đi. Ôn Bất Lâm nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt mong đợi. Tương lai của Hiệp hội Dược Đô có lẽ đã ở ngay trước mắt rồi. Người này từ lâu đã không ai có thể chống đối lại được. Chương 696, 50.000 binh lính vào thành phố. Chim ưng sải cánh trên trời cao, bay qua rừng cây rậm rạp. Ngẫu nhiên sẽ bắt gặp một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Biệt thự có 3 tầng, bên trên biệt thự có một ngọn tháp, trên ngọn tháp có 2 lính gác, trong tay bọn chúng đang cầm kính viễn vọng, quan sát xung quanh biệt thự. Bọn chúng là trinh sát, có năng lực quan sát nhạy bén và hành động nhanh nhẹn dứt khoát. Trong biệt thự, tay trái Đồ Hưu cầm điện thoại, chỉ cần hạ lệnh, 50.000 binh lính vũ trang đầy đủ bên ngoài thành phố Dược Đô sẽ bị Ngô Kỳ dẫn dụ vào trong thành phố. Tiêu Chính Văn người chinh chiến trên chiến trường lâu năm, đã uống phải ly thuốc độc, lên đường về với ông bà tổ tiên. Với tư cách là tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội thành phố Dược Đô, ông ta sẽ trở thành chủ soái Bắc Lương mới, 50.000 binh lính sẽ bị nắm trong lòng bàn tay. Tất cả những điều này, cho thấy kế hoạch quá thuận lợi đến mức không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Đồ Hưu nhấp tách trà, cau mày nhìn bầu trời hoàng hôn rạng hồng ngoài kia. Ánh dương chiếm nửa bầu trời, ngay cả những đám mây cũng nhuốm màu đỏ xinh đẹp. Đưa hắn về trời, đưa 50.000 binh lính về trời. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, cuối cùng Đồ Hưu cũng không chống lại được sự cám dỗ. Đồ Hưu gọi điện thoại cho Ngô Kỳ. Tướng quân, tôi là Ngô Kỳ, kế hoạch tiến hành như thế nào, tiếp theo tôi nên làm những gì, vẫn mong tướng quân dặn dò. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Kỳ cung kính hỏi. Bên phía Ngô Giai đã thành công, Tiêu Chính Văn đã chết. Đồ Hưu nói, khóe miệng không che giấu được nụ cười. Ha ha ha, đây là ông trời đang giúp tướng quân. Nghe xong, Ngô Kỳ cũng cười phá lên. Tiếp theo, cậu đã biết phải làm gì chưa, Đồ Hưu nói. Vâng, tiếp theo sẽ lan truyền tin tức Tiêu Chính Văn chết trong tay Hiệp hội Dược Đô tới 50.000 binh lính bên ngoài thành phố Dược Đô.
thuộc hạ sẽ để cho 50.000 binh lính tiến vào thành phố Dược Đô, ngoài ra, tôi sẽ đứng trên danh nghĩa chủ nghĩa nhân đạo, thông báo cho 50.000 binh lính, Hiệp hội Dược Đô đang ở đâu. Ngô Kỳ nói, tất cả đều thuận lợi như vậy. Được, bổn tướng quân kỳ vọng nhận được tin tốt của cậu, nhớ kỹ, một khi xảy ra vấn đề thì báo lại ngay. Đồ Hưu cười nói, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý. Rõ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Kỳ trả lời. Tút tút tút, điện thoại ngắt kết nối. Càng đến lúc quan trọng, càng phải cẩn thận. Đồ Hưu đặt điện thoại xuống, bước ra khỏi phòng biệt thự, đi lên ngọn tháp. Đứng trên cao, mới có thể nhìn được xa, không có ai từ chối bầu trời cả, giống như không có ai từ chối thắng lợi. Đồ Hưu đứng trên ngọn tháp nhìn về phía 50.000 binh lính ngoài kia bằng kính viễn vọng, hỏi, sao, có động tĩnh gì chưa? Báo cáo, không phát hiện bất kỳ bất thường nào, tất cả đều như cũ. Như cũ? Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn không còn con át chủ bài nào khác sao? Hắn thật sự chết một cách mơ hồ vậy à? Đồ Hưu ngẩng đầu nhìn về bầu trời cao ngoài kia, ánh tà chiều vẫn còn đó, như thể đang yên lặng mặc niệm. Bên ngoài thành phố Dược Đô, nơi đóng quân của 50.000 binh lính, là nơi đóng quân của Ngô Kỳ, ranh giới địa phận cuối cùng của Dược Đô, cũng là nơi đóng quân chủ lực của Đồ Hưu. Đứng trên thế giới ngắm nhìn thế giới, tất cả chỉ là hư vô, đứng trên cao ngắm nhìn thế giới, tất cả đều mờ nhạt mơ hồ. Đồ Hưu không nhìn rõ được sự biến đổi của gió mây ngoài xa, giống như ông ta không nhìn rõ được tương lai mờ mịt phía trước. Như thể ông ta bị che mờ đôi mắt, Đồ Hưu đã trở thành kẻ mù lòa trên tầng cao. Ngô Giai và Ngô Kỳ chính là hai con mắt của ông ta, nếu họ bị mù thì Đồ Hưu cũng sẽ bị mù theo. Tiêu Chính Văn biết điểm này, bản thân Đồ Hưu còn biết rõ hơn. Không được, không được. Đồ Hưu nhanh chóng quay vào trong biệt thự, cầm điện thoại lên gọi tới số của Ngô Giai. Tút tút tút. Không ai nghe máy. Đồ Hưu không chịu bỏ cuộc, lại bấm số điện thoại gọi lại cho Ngô Giai. Tút tút tút. Vẫn không ai nghe máy. Đồ Hưu muốn Ngô Giai để mắt tới Tiêu Chính Văn, đích thân chém một nhát vào thi thể của Tiêu Chính Văn, nếu không ông ta sẽ không yên tâm. Đồ Hưu không hề hay biết rằng, một con mắt của ông ta đã bị mù rồi, con mắt còn lại thì đã sớm trong tình thế nguy kịch. Bên ngoài Dược Đô, trong một hầm trú ẩn. Trên chiến trường đất đá bay mù trời, gió lớn nổi lên, từng lớp bụi mù cuồn cuộn. Ngô Kỳ nhìn chỗ đóng quân của 50.000 binh lính ngoài kia, mắt không hề chớp lấy một cái. Cố thủ, đó là cố thủ. Trên chiến trường, chỉ cần lơ là một giây, cho dù là chớp mắt một cái thôi, cũng rất có khả năng đầu lìa khỏi cổ. Dần dần, gió lặng bụi ngừng bay, 50.000 binh lính bắt đầu xuất phát vào Dược Đô. Ngô Kỳ hỏi phó tướng bên cạnh, thế nào rồi, tin tức đã truyền đi chưa? Sắc mặt phó tướng nghiêm trọng trả lời, rồi ạ, tin tức đã truyền đi rồi. Có điều, bọn chúng tới đây nhanh quá. Ngô Kỳ không cho là như vậy, binh lính quan trọng nhất là tốc độ, nếu nguyên soái của các cậu bị đầu lìa khỏi cổ trong thành phố, chẳng lẽ các cậu không hành động sao? Không có gì lạ, cũng không có gì kỳ quái cả. Phó tướng cười phụ họa, vâng, vâng, tướng quân nói phải. Vậy tiếp theo nên làm gì ạ? Ngô Kỳ lại không hề do dự, vẫy tay, hào hùng nói, mở lớn cổng thành, cho bọn chúng vào. Tiện thể dẫn dụ bọn chúng đến nơi ở của Hiệp hội Dược Đô, vừa hay để bọn chúng đội ơn kẻ thù của bọn chúng. Ngô Kỳ nở nụ cười hung ác, trông rất dữ tợn và nham hiểm. Phó tướng nhìn đội quân hừng hực tinh thần chiến đấu kia, thở dài thườn thượt. Bọn họ là những binh lính sẵn sàng hy sinh báo thù cho Tổ quốc. Vốn dĩ nên đổ máu trên tiền tuyến, dùng lý tưởng và hoài bão của mình đắp lên tòa thành kiên cố. Được chết trên chiến trường, mới là huân chương vĩnh hằng của bọn họ. Chứ không phải trở thành vật hy sinh vì bảo vệ quyền lợi của đôi bên như thế này. Thực ra, nhân vật nhỏ bé vốn dĩ khó có sự lựa chọn cho bánh răng vận mệnh của chính mình. Bọn họ, có thể là một phần của bánh răng, cũng có thể trở thành linh hồn bị bánh răng tàn nhẫn nghiền qua. Giết giết giết. 50.000 binh lính kiên cường của Tiêu Chính Văn chỉ tiến không hề lùi. Lá cờ Hắc Kim Long xuất hiện, san bằng tất cả. Những binh lính kiên cường khí phách. 50.000 binh lính giống như một đội quân thép màu xanh sẫm, cuồn cuộn xông tới. Cục diện như vậy không ai có thể ngăn cản được. Ngô Kỳ cao giọng nói với các binh lính phía dưới, các chiến sĩ, chúng tôi là lính gác của Dược Đô, không biết các anh vì sao lại tới đây,
mời bước lên phía trước nói rõ với tôi. Long Nhất nói ra những lời đã bàn bạc sẵn từ trước, chủ soái của chúng tôi chết nơi đất khách Dược Đô, chúng tôi đến để báo thù. Tất cả đám người thuộc Hiệp hội Dược Đô không chạy thoát được đâu. 50.000 binh lính Bắc Lương chúng tôi, nhất định phải san bằng nơi này. Ai dám ngăn cản chỉ có con đường chết. Ngô Kỳ Thầm mừng rỡ nói, các anh là tướng lĩnh, đều là người con tốt của Hoa Quốc, tự nhiên lại phát sinh chuyện như vậy chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi không những không ngăn cản các anh, mà sẽ giúp các anh tiến vào Dược Đô để báo thù. Long Nhất hỏi, các anh tại sao lại giúp chúng tôi, Dược Đô không phải là nơi các anh thể phải bảo vệ sao? Câu hỏi này một là để Ngô Kỳ không nghi ngờ, hai là để Ngô Kỳ tiết lộ ra tin tức nào đó. Ngô Kỳ dõng dạc nói, các anh đều là tướng lĩnh của Hoa Quốc, tôi có thể hiểu được tâm trạng của các anh, nếu có ai đó muốn giết tướng quân của tôi cũng sẽ bất chấp tất cả báo thù cho ông ấy. Người chỉ sống một lần, nếu không thể báo thù thì sẽ mất đi tư cách làm người, còn mất đi cốt cách người lính của Hoa Quốc. Long Nhất phối hợp nói, được, vậy nhờ binh lính canh gác các anh cho tôi vào thành phố, chúng tôi phải báo thù. Chương 697, Ba Đại Long Tôn. Ngô Kỳ hét lớn, mở cổng thành. Cổng thành vừa mở ra, Long Nhất dẫn theo 50.000 binh lính tiến thẳng vào. Tiêu Chính Văn đã ra lệnh, bọn chúng đều là tướng sĩ của Hoa Quốc, nếu tình nguyện quy phục thì sẽ được sống, còn nếu không tình nguyện quy phục thì sẽ giết thẳng tay. Vậy nên, 50.000 binh lính của Long Nhất sẽ lấy mạng của Đồ Hưu rồi đến Ngô Kỳ và các phó tướng khác trên tường thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngô Kỳ, Long Ngao xuất hiện sau lưng hắn. Mày, rốt cuộc mày là ai? Ngô Kỳ là quân vương địa cấp 3 sao, thực lực cũng không hề tầm thường, nhưng vẫn chưa hề phát giác ra chút động tĩnh gì thì Long Ngao đã xuất hiện sau lưng hắn. Điều này đương nhiên dọa Ngô Kỳ sợ chết khiếp, người này rốt cuộc là ai đây? Là thù hay là bạn? Nếu như là bạn, Ngô Kỳ đương nhiên rất vui, dù gì cũng chẳng có ai muốn trở thành đối thủ với một kẻ khủng bố. Thế nhưng nếu là thù, vậy thì tai họa ngập đầu rồi đây. Long Ngao chậm rãi trả lời một câu, Điện Thần Long, một trong tứ đại Long Tôn Long Ngao. Điện Thần Long. Ngô Kỳ mở to mắt, bọn họ là thuộc hạ của Tiêu Chính Văn. Nhưng không phải Tiêu Chính Văn đã chết rồi sao? Hơn nữa lúc này bọn họ xuất hiện ở Dược Đô rốt cuộc là vì lý do gì? Ngô Kỳ cẩn trọng nói, Tiêu Chính Văn đã chết trong tay Hiệp hội Dược Đô, mấy người không đến Hiệp hội Dược Đô báo thù mà đến đây làm gì? Long Ngao lạnh lùng nói, tôi chuyển lời thay Long Vương, anh tình nguyện đầu hàng chủ soái Bắc Lương hay là tiếp tục làm con chó đi theo chân Đồ Hưu? Anh ta chuyển lời thay Tiêu Chính Văn, lẽ nào Tiêu Chính Văn vẫn chưa chết? Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra, mày đang muốn lừa gạt tao. Ngô Kỳ liều mạng lắc đầu, run rẩy lẩm bẩm, Tiêu Chính Văn đã chết vì trúng thuốc độc rồi, bọn mày chỉ đang lừa gạt tao thôi. Long Ngao vẫn lạnh lùng như cũ. Bật cười, thuốc độc không hại chết được Long Vương. Ngược lại Ngô Giai kia đã chết vì chính thuốc độc của mình. Được rồi, không phí lời nữa, lựa chọn đi. Long Ngao đã không còn nhiều kiên nhẫn. Ngô Kỳ ra hiệu bằng ánh mắt cho phó tướng vội vàng rút ra một con dao găm từ bên hông rồi xông về phía Long Ngao. Long Ngao chẳng buồn quay đầu lại, dứt khoát xử lý con dao găm đang lao tới. Con dao trúng vào giữa trán phó tướng, hắn ngã ngào xuống đất. Lăn lộn vài giây rồi hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Chết rồi, một dao đoạt mạng. Long Ngao lạnh lùng nói, vẫn còn 3 giây cho anh lựa chọn. 3. Ngô Kỳ rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thông báo cho tướng quân Đồ Hưu về tình hình ở cổng thành Dược Đô. Thế nhưng, Long Ngao lại ra tay quá nhanh, đá thẳng vào đầu gối, khiến Ngô Kỳ ngã lăn xuống đất. Sau đó, Long Ngao không hề dừng bước. Anh ta nắm lấy đầu của Ngô Kỳ rồi vặn về bên trái. Rắc một tiếng. Ngô Kỳ chết tức tưởi. Long Ngao túm lấy cái xác rồi giơ cao lên trên đầu. Lúc tất cả tướng sĩ dưới trướng Đồ Hưu đang có mặt nhìn thấy xác Ngô Kỳ thì hoàn toàn kinh ngạc. 50.000 binh lính của Long Nhất tiến vào thành, khống chế toàn bộ binh lính của Đồ Hưu. Long Ngao hô lớn, đầu của chủ tướng mấy người đang ở đây, tôi nhắc nhở mấy người một câu. Chuyến đi này chúng tôi chỉ cần đầu của một mình Đồ Hưu, những người khác chúng tôi sẽ không ra tay. Thế nhưng, nếu như mấy người cứ khăng khăng đi theo Đồ Hưu, không tình nguyện quy phục, vậy thì kết cục của Ngô Kỳ cũng chính là kết cục của mấy người. Con đường chết, không đầu hàng thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Trong nháy mắt, toàn bộ tướng sĩ dưới trướng Đổ Hưu đều buông bỏ vũ khí, hai tay ôm lấy đầu rồi quỳ xuống đất. Bọn họ đều là những kẻ có gia đình có người thân, không cần phải liều mạng vì một người, càng không cần phải liều mạng vì một cái xác. Được sống là món quà tốt nhất nhân gian. Long Ngao hô lên, 50.000 binh lính, vào Dược Đô, giết Đổ Hưu. Giết giết giết. Tiếng hô xé tan không trung, ánh hoàng hôn đã khép lại, màn đêm thôn tính một nửa bầu trời. Một bên u tối giống như hố đen tìm không ra chân tướng, một bên đỏ rực giống như vết máu khi bầu trời bị xé toang ra. 50.000 binh lính phá vỡ phòng tuyến Dược Đô, xông về phía căn biệt thự mà Đổ Hưu đang ở. Kế hoạch của Tiêu Chính Văn rất đơn giản, 50.000 binh lính áp sát, khiến cho Đổ Hưu hết đường chạy trốn. Dù Đổ Hưu có giấu con át chủ bài gì thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ phá vỡ toàn bộ. Biệt thự của Đổ Hưu rốt cuộc đang giấu thứ gì, không một ai biết rõ. Vũ khí hạng nặng, một nhóm tử sĩ hay là vũ khí sinh hóa cùng đến chỗ chết. Hôm nay, đại quân áp sát. Đổ Hưu thấp thỏm, đứng ngồi không yên trong căn biệt thự. Ngô Giai giống như mất liên lạc, không hề có bất cứ tin tức gì truyền về, giống như trong Dược Đô không còn một kẻ nào nữa. Đổ Hưu siết chặt điện thoại, quanh quẩn tới lui bên trong biệt thự. Ông ta gọi điện thoại cho Ngô Kỳ. Tút tút tút. Không có ai nhấc máy. Đổ Hưu ngồi lên sofa, hai mắt mở mịt hết cả. Đổ Hưu hô lên, người đâu rồi? Một binh lính từ ngoài cửa bước vào, Đổ Hưu vội vàng hỏi, thế nào, trung tâm triển lãm sản phẩm dược có tin tức gì không? Binh lính lắp bắp, không, không có ạ. Đổ Hưu phẫn nộ gào lên, vậy thì phía cổng thành Dược Đô thì sao, có tin gì không? Binh lính dè dặt trả lời, không, cũng không có ạ. Đổ Hưu gầm lên, một lũ vô dụng, chúng mày có tác dụng gì cơ chứ? Lăn ra ngoài cho tao. Vâng, vâng. Binh lính nằm xuống đất rồi lăn ra ngoài thật. Đổ Hưu biết, trung tâm triển lãm sản phẩm dược và cổng thành Dược Đô có lẽ đều đã thất thủ cả rồi. Bất luận Tiêu Chính Văn còn sống hay đã chết, tình thế lúc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Đi. Đổ Hưu suy đi tính lại, cuối cùng quyết định nhân lúc biệt thự chưa bị bao vây sẽ mau chóng nghĩ cách tháo chạy. Nói đi là đi, Đổ Hưu tay không rời khỏi phòng. Thế nhưng, ông ta lại gặp phải ba vị khách không mời mà đến. Bọn họ quay lưng lại với Đổ Hưu, không có bất cứ phản ứng nào, cũng không hề lên tiếng, thậm chí Đổ Hưu còn không cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Hồi lâu sau, một giọng nói vang lên, không biết tướng quân Đổ Hưu vội vàng như thế có phải đang muốn tháo chạy hay không? Mấy người là ai? Đổ Hưu cau mày, không có câu trả lời trực tiếp, đối thủ mà mình không hiểu rõ luôn là đáng sợ nhất. Lần lượt từng bóng đen quay đầu lại, bắt đầu nhìn về phía Đổ Hưu, lạnh lùng lên tiếng, Điện Thần Long, Long Tôn Long Hình. Điện Thần Long, Long Tôn Long Lân. Điện Thần Long, Long Tôn Long Nguyệt. Đổ Hưu sững sờ trong nháy mắt. Điện Thần Long. Vậy mà lại là Điện Thần Long. Trong ánh mắt của Đổ Hưu toát lên vẻ không thể tin nổi, không thể nào, sao Điện Thần Long của Tiêu Chính Văn lại có thể xâm nhập vào biệt thự mà không có báo hiệu gì. Lẽ nào, bên ngoài biệt thự đều sụp đổ cả rồi. Long Lân lạnh lùng nói, ngoài cửa không có người nào chết, thế nhưng không nói lên rằng ông có thể rời khỏi căn biệt thự này. Đổ Hưu hoang mang, mí mắt giật liên hồi, hỏi, mục đích mấy người đến đây là gì? Tứ Đại Long Tôn uy danh khắp quốc tế lại có đến ba người đến Dược Đô, đây rõ ràng là một trái bom cỡ lớn. Không một thế lực nào đủ tự tin thực lực của mình có thể đấu được một trận với Điện Thần Long. Long Lân liếc mắt nói, tuân theo mệnh lệnh của Long Vương, ông có chạy đằng trời. Nghe vậy, Đổ Hưu bật cười, nói Tiêu Chính Văn vẫn chưa chết thật sao. Không hổ là Long Vương, thuốc độc quả nhiên không hại chết được hắn, rõ ràng là tôi quá khờ khạo rồi. Long Lân không bận tâm tới Đổ Hưu, anh ta, Long Nguyệt và Long Hình lần lượt chấn giữ ba hướng. Chương 698, gặp Tiêu Chính Văn, quyết chiến. Thấy vậy, Đổ Hưu nhếch miệng cười nói, chỉ dựa vào mấy người mà cũng muốn giữ chân tôi sao? Mấy người có biết bên trong biệt thự đang ẩn giấu bao nhiêu tử sĩ không? 1.000 người đấy. Dưới cái nhìn chăm chú của ba Long Tôn, Đổ Hưu bày ra thái độ khác thường. Ông ta gào lớn, người đâu, tôi bị chặn lại rồi. Ba Long Tôn nghe vậy thì nhìn ra phía cửa, Đổ Hưu tận dụng thời cơ bấm vào cái nút trên bàn sách, bên dưới xuất hiện một lối đi bí mật.
Đồ Hưu cứ thể chạy trốn vào lối đi bí mật ngay trước mắt của ba Long Tôn. Đuổi theo. Long Lân không chút chần chừ, quyết định đuổi theo Đồ Hưu ra bên ngoài biệt thự. Thế nhưng, càng lúc càng có nhiều binh lính xông đến bao vây xung quanh ba Long Tôn. Bọn họ là con át chủ bài của Đồ Hưu, cũng là nhóm tử sĩ mà Đồ Hưu nuôi dưỡng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Đồ Hưu. Điện Thần Long ra tay, Đồ Hưu căn bản không có tự tin quyết chiến. Chẳng một ai có thể sống sót khi đấu với Điện Thần Long. Tháo chạy là việc duy nhất mà hiện giờ Đồ Hưu có thể làm được. Ở lại thì chỉ có một con đường chết duy nhất, nhưng nếu như tháo chạy thì có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Đồ Hưu biết rằng đám binh lính này căn bản không phải là đối thủ của Điện Thần Long, tuy nhiên chỉ cần có thể giữ chân ba Long Tôn trong chốc lát đã là thắng lợi rồi. Nhóm tử sĩ này chỉ là bia đỡ đạn không quan trọng, loại người như vậy muốn có bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Đồ Hưu có thể giữ được cái mạng của mình mới chính là việc cấp bách duy nhất. Tiếng kêu đau đớn truyền đến từ phía biệt thự, Đồ Hưu nghe thấy những âm thanh gào thét này trên đường tháo chạy, trong lòng vừa tức tối vừa lạnh lẽo. Danh tiếng của tứ đại Long Tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi Đồ Hưu tháo chạy khỏi biệt thự, ông ta bắt đầu đi vào khu rừng sâu bên ngoài biệt thự. Thế nhưng, ông ta đã bắt gặp một người mà cả đời này ông ta vừa không muốn gặp nhưng cũng vừa rất muốn gặp. Chiến bào hoa văn rồng xanh khiến Đồ Hưu sững sờ tại chỗ. Trên đời này chỉ có duy nhất một bộ chiến bào hoa văn rồng xanh, thuộc về chủ soái Bắc Lương. Tiêu Chính Văn khoác trên mình áo choàng chiến đấu, đợi Đồ Hưu ngay giữa con đường trước mắt. Muốn tháo chạy khỏi biệt thự chỉ có duy nhất con đường này. Tiêu Chính Văn biết Đồ Hưu trước nay không phải một người dễ dàng giao mạng sống của mình cho người khác. Đồ Hưu lâm trận bỏ chạy là một chuyện quá là bình thường. Đối với Tiêu Chính Văn, Đồ Hưu chỉ là một tên hề nhảy nhót. Thế nhưng đối với Đồ Hưu, Tiêu Chính Văn là sự sỉ nhục cả đời này. Đồ Hưu không mong muốn gặp lại Tiêu Chính Văn, không mong muốn rạch lại những vết sẹo chồng chất, những chuyện cũ đã bị đè nén khiến cho Đồ Hưu mất ngủ hàng đêm. Còn về phần muốn gặp mặt, Đồ Hưu vẫn luôn muốn báo mối thù năm xưa, trà đạp lên Tiêu Chính Văn ngay trước mắt người dân Hoa Quốc. Thế nhưng, mộng mơ thì đẹp, còn sự thật thì thật tàn khốc. Đồ Hưu dừng bước chân, khẽ lùi về phía sau, là cậu thật sự chưa chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, chết, thử hỏi trên cõi đời này có ai giết được tôi. Đồ Hưu đút tay vào trong túi áo, chậm rãi nói, hôm nay cậu muốn giết tôi sao? Nhưng cậu có biết rằng, cậu không giết nổi tôi đâu, sau lưng tôi là 1.000 người, cả đời này cậu cũng không ngờ tới nổi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn bước từng bước về phía trước, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm, nói thần đến thì giết thần. Phật có ngăn cản thì giết luôn Phật. Hôm nay, Đồ Hưu ông nhất định phải chết. Thấy vậy, Đồ Hưu ra tay nhanh chóng, mấy chục cây kim nhỏ phóng ra từ trong tay Đồ Hưu, lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, Đồ Hưu không thừa thắng xông lên mà lại quay đầu bỏ chạy. Đúng, chưa đấu đã bại, đối diện với Tiêu Chính Văn, Đồ Hưu không có bất cứ suy nghĩ gì rằng mình sẽ chiến thắng đối phương. Đó là chủ soái năm sao. Nếu như 30.000 binh lính Dược Đô trở về, có lẽ còn có thể dùng chiến thuật biển người đè chết Tiêu Chính Văn. Có điều bây giờ, trong tay Đồ Hưu không có một binh lính nào cả. Nếu như làm liều thì chỉ có con đường chết. Tiêu Chính Văn cởi áo choàng chiến đấu ra, tránh được toàn bộ số kim bạc của Đồ Hưu. Mấy chục chiếc kim bạc nhỏ xíu đều bị Tiêu Chính Văn tránh được hết, không có bất cứ sai sót nào. Tiêu Chính Văn đuổi theo, giơ chân đá Đồ Hưu ngã lăn xuống đất. Đồ Hưu lật người đứng dậy. Ông ta cau mày nhìn Tiêu Chính Văn, đây là do mày ép tao, mày nên biết rằng vốn dĩ hôm nay tao không muốn quyết đấu một trận sống còn với mày, bởi vậy đừng có mà trách tao. Hôm nay tao phải giết chết mày. Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Cả Hoa Quốc này, số người muốn anh chết không đến 1 triệu thì cũng phải 100.000. Thế nhưng bây giờ anh vẫn sống yên ổn, sống lâu hơn cả đám người xấu kia. Lúc này, ba Long Tôn đã giải quyết xong đám người bên ngoài biệt thự và đuổi đến nơi, bao vây xung quanh Đồ Hưu. Đồ Hưu nhìn 4 người họ, lặng lẽ nuốt xuống một viên thuốc, ánh mắt dần dần đỏ ngầu. Tiêu Chính Văn nhận ra viên thuốc này có thể kích thích tiềm năng trong thời gian ngắn, thế nhưng sau khi sử dụng thì tác dụng phụ sẽ rất mãnh liệt, đến nay vẫn chưa được phép sử dụng. Một lát sau,
cơ thể Đồ Hưu thổi bùng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, càng lúc càng mãnh liệt và dồi dào, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng, giống như hơi nóng bốc lên vậy. Ba người Long Lân đứng cách đó không xa, nhìn về phía Đồ Hưu đang hừng hực khí thế, vẻ mặt trầm mặc như cũ. Trong đôi mắt hỗn độn của bọn họ lóe lên một tia sáng ớn lạnh, lên tiếng, thật không ngờ Đồ Hưu còn giữ lại loại thuốc cấm này, trận chiến này e là phải đổ máu rồi đây. Long Hình lạnh lùng nói, dù có như vậy thì cũng phải chiến đấu đến cùng, điện thần Long không có kẻ yếu, càng không có người nào chưa chiến đấu đã nhận thất bại. Tiêu Chính Văn xua tay ý bảo ba Long Tôn lùi ra sau, trận chiến này, để tôi. Long Lân nhướng mày, nhìn Tiêu Chính Văn sừng sững như ngọn núi trước mắt, anh ta có sự tín nhiệm từ sâu thẳm trong lòng đối với Tiêu Chính Văn. Có lẽ, Tiêu Chính Văn cũng có tính toán riêng trong lòng rồi. Long Lân hô lên, lùi xuống, chúng ta lùi xuống hết đi, giao lại chiến trường cho Long Vương. Ba Long Tôn không hề chậm trễ, đồng loạt lùi xuống, tín nhiệm là sự trung thành tuyệt đối của bọn họ đối với Long Vương. Trước mắt tứ đại Long Tôn, Tiêu Chính Văn chưa từng để lộ ra thực lực thật sự của mình. Ba Long Tôn đưa mắt nhìn nhau cười, hẳn là đã đoán ra rồi, Long Vương thật sự đang giấu một số con át chủ bài, mà con át chủ bài này đủ để giết chết Đồ Hưu. Long Lân quay đầu hỏi, có phải mấy người đã biết Long Vương giấu gì đó rồi không? Long Hình mỉm cười, không nói gì. Long Nguyệt đứng ra, nói chỉ là không biết rốt cuộc Long Vương đang giấu những thứ gì, đối với chúng tôi, sự khủng bố của anh ấy giống như không hề có giới hạn. Long Lân trầm mặc một hồi mới lên tiếng, lẽ nào có liên quan đến thuốc độc, dù gì Long Vương nhìn phát là nhận ra luôn Đồ Hưu hạ độc trong đồ uống. Nếu không phải như thế, e rằng Long Vương đã không còn trên đời này từ lâu. Long Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vào lúc mà ba người đang nói chuyện, trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đồ Hưu đã hoàn toàn bùng nổ. Cả người Đồ Hưu bừng bừng sát khí, chân trái giẫm xuống đất, lao về phía Tiêu Chính Văn như mãnh hổ vồ mồi. Cùng lúc này, con dao găm trong tay ông ta cũng nhắm thẳng vào gáy Tiêu Chính Văn. Đòn đánh này ẩn chứa sức mạnh của thuốc cấm, dưới sự kích thích tiềm năng của thuốc cấm, con dao giống như mang theo hơi thở màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sự khát máu. Màu đỏ tượng trưng cho sự khủng bố vô hạn. Đòn đánh này là chiêu thức chí mạng của Đồ Hưu. Chương 699, 6 sao. Đồ Hưu đã không còn gì để mất. Đối diện với Tiêu Chính Văn, cho dù ông ta đã uống viên thuốc cấm sinh học gia tăng thực lực nhưng vẫn sợ hãi trước sức mạnh của Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, Đồ Hưu xông lên. Tiêu Chính Văn toát ra sát khí lạnh lùng thấu xương, anh đứng bất động như núi, đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Đồ Hưu đang tới gần. Trong mắt Tiêu Chính Văn, Đồ Hưu với nắm đấm khát máu đỏ rực, đang xông thẳng vào ngực anh. Mục tiêu của Đồ Hưu là trái tim của Tiêu Chính Văn. Động tác này cực kỳ nhanh và rất chuẩn xác. Mục đích của Đồ Hưu rất đơn giản, đó là đoạt mạng anh, tranh công lĩnh thưởng với Xích Diệm Vương. Nếu như đòn này thành công, thì Tiêu Chính Văn sẽ không tránh khỏi cảnh bị chém đứt đầu. Nhưng ánh mắt Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Hưu đang xông tới, trong nháy mắt, khí thế trên người Tiêu Chính Văn bất ngờ biến đổi, xông thẳng về phía Đồ Hưu. Khoảnh khắc đó, thế tiến công của Đồ Hưu đột ngột dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng, bởi sức mạnh kinh khủng và khí thế của Tiêu Chính Văn đã hơn hẳn những long soái năm sao khác. Đồ Hưu thu lại nắm đấm, liên tục lùi lại, lớn tiếng nói, hóa ra, mày đã đạt đến cảnh giới 6 sao. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, điều ông chưa biết còn nhiều lắm, ví dụ như, hôm nay ông sẽ chết. Tiêu Chính Văn không thấy Đồ Hưu tấn công nữa, liền bước từng bước đến trước mặt Đồ Hưu. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước, khí thế trên người Tiêu Chính Văn lại cao lên một bậc. Mỗi lần nâng bậc, nỗi sợ hãi trong lòng Đồ Hưu lại gia tăng thêm một phần. Hóa ra, Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới 6 sao. Chẳng trách Xích Diệm Vương lại bại dưới tay Tiêu Chính Văn, trở thành một kẻ chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối vô hạn. Tiêu Chính Văn bước 10 bước, hai mắt sáng ngời, âm thanh giận dữ như rồng thét, Đồ Hưu, là ông tự tìm tới cái chết, dám giơ nanh nhe vuốt lên vợ và con tôi muốn ông phải chết. Dầm. Dứt lời, khí thế trên người Tiêu Chính Văn đột nhiên cao đến đỉnh điểm, thực lực 6 sao bao trùm lấy Đồ Hưu. Sau đó, điều khiến Đồ Hưu và ba vị Long Tôn kinh ngạc đã tới.
Khí thế trên người Đồ Hưu và khí thế sáu sao của Tiêu Chính Văn va vào nhau, khiến chúng hóa thành hư vô. Đồ Hưu như quả bóng xì hơi, liên tục lùi lại. Lúc này, tất cả đều chết lặng. Ba vị Long Tôn của Điện Thần Long đều hoảng hốt, Long Hình kinh hãi, Long Nguyệt kích động, còn Long Lân thì hoảng sợ. Thực lực sáu sao của Tiêu Chính Văn đã bộc lộ rõ ràng ở Long Kinh, nhưng không hề đáng sợ như thế này. Tuy nhiên, khí thế do thuốc cấm sinh học mang lại đã bị khí thế sáu sao đè ép, thậm chí còn khiến cho khí thế của Đồ Hưu tiêu tan, đây là điều không thể. Thời khắc này, ba vị Long Tôn của Điện Thần Long đã thực sự chứng kiến kỳ tích. Chuyện này khủng khiếp cỡ nào chứ? Có một không hai. Mà lúc này, trong rừng cây, Đồ Hưu không dám tin, cả người sợ sệt hoảng hốt. Không thể nào, Tiêu Chính Văn lại có thể dùng sức mạnh khống chế được ông ta. Đây là sức mạnh của thuốc cấm sinh học mà. Cho dù không còn sức chiến đấu, e là cũng không thể tiêu biến như thế. Không thể nào. Không thể nào. Đồ Hưu sững sờ tại chỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận ngút trời. Ông ta nhìn thấy khí thế tàn bạo trên người Tiêu Chính Văn cũng hoàn toàn kinh sợ. Khí thế sáu sao, áp chế ông ta đến mức không động đậy nổi. Tại sao? Tại sao như vậy? Đây là thuốc cấm sinh học mà đích thân Xích Diệm Vương đưa cho ông ta, có thể khiến nội lực của ông ta lớn mạnh vô hạn, thậm chí là khả năng bộc phát ngút trời. Trận chiến này là do Đồ Hưu muốn giành công với Xích Diệm Vương nên mới đánh. Thậm chí ông ta đã phải dùng đến thuốc cấm sinh học, vì muốn lấy được cái đầu của Tiêu Chính Văn và để bản thân ông ta lại một lần nữa trở thành nhân vật vĩ đại. Nhưng đến tận bây giờ, tất cả đều hóa thành không khí hư vô. Không cam tâm. Tao không cam tâm. Đồ Hưu hét toáng lên, ông ta vẫn không muốn tin ông ta lại thất bại như vậy, ông ta phải phục thù, muốn người dân Hoa Quốc phải ca ngợi tán dương thủ đoạn của ông ta. Đồ Hưu đã mất lý trí, ông ta giận dữ hét lên, cho dù mày có là Long Soái sáu sao thì đã sao. Bản tướng quân muốn chém chết mày, bất chấp tất cả mà chém chết mày. Sau câu nói phẫn nộ này, Đồ Hưu liền nhảy lên không trung, xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Ông ta lấy ra một con dao găm từ thắt lưng, cầm chặt trong tay muốn đâm vào tim Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng lao đến, con dao năm cạnh quân đội vung ra, khiến Đồ Hưu bay thẳng xuống đất. Con dao năm cạnh quân đội xuyên qua cánh tay trái của Đồ Hưu, máu tươi theo đó bắn ra, bắn ngược lại lên tay Tiêu Chính Văn. Đồ Hưu ngã sóng xoài dưới đất. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn toát ra sát khí ngút trời, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Từ trên cao nhìn xuống Đồ Hưu đang nằm bò dưới đất, lạnh lùng nói ông đã thua rồi, không còn bất kỳ cơ hội trở mình nào nữa đâu. Đồ Hưu chịu đựng cơn đau ở ngực, nhướng mày. Bây giờ ông ta đã bị cơn đau hành hạ không còn bộ dạng con người nữa, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng ông ta vẫn cười khẩy hung ác như cũ, nói thua. Tao không hề thua, tao sẽ không thua đâu. Mày cho rằng mày đánh bại được tao thì mày sẽ thắng sao? Tao nói cho mày biết. Vẫn còn một kẻ địch mà cả đời này mày cũng không ngờ tới, đang mở to mắt nhìn mày. Nói mày biết, cho dù tao có xuống dưới địa ngục, cũng nhất định đợi mày ở trước cửa địa ngục. Có thể khiến chủ soái Bắc Lương cùng chết với tao, xứng đáng. Tiêu Chính Văn nhướng mày, đột ngột nâng tay, con dao quân đội năm cạnh đâm vào ngực Đồ Hưu. Lúc này Đồ Hưu đã không còn sức chiến đấu, gắng gượng quỳ trên mặt đất, căn bản không tránh được đòn này. Phụt! Con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn một lần nữa đâm mạnh vào ngực Đồ Hưu, mỗi lần lại sâu thêm một chút, khiến Đồ Hưu lại càng đau đớn thêm một phần. Hự! Lúc này, Đồ Hưu phun ra máu tươi, dùng hết sức để ngăn chặn con dao quân đội năm cạnh, không để Tiêu Chính Văn bước thêm nửa bước. Nhưng ông ta căn bản không ngăn khí thế của Tiêu Chính Văn lại được. Đồ Hưu gầm lên, đột nhiên, sức mạnh của thuốc cấm sinh học lại tăng thêm. Luồng khí thế đáng sợ có một không hai tăng gấp trăm lần, lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Chính Văn đã bị bao trùm và áp chế. Chương 700, Kim Châm khống chế huyệt đạo. Giờ phút này trong cơ thể Đồ Hưu lại lần nữa xuất hiện một luồng hơi thở còn hùng mạnh hơn trước đó. Không chỉ Tiêu Chính Văn cảm nhận được khí thế của Đồ Hưu lúc này vô cùng mạnh, ngay cả ba vị Long Tôn của Điện Thần Long cũng cảm nhận được bầu không khí đè nén xung quanh mình. Viên thuốc cấm sinh học lần thứ hai thức tỉnh, không ngờ lại còn mạnh mẽ hơn trước. Có thể nói, lần này khí thế của Đồ Hưu đã triệt để biến thành cường giả.
Đồ Hưu cảm thấy được nguồn sức mạnh vô hạn đang xâm chiếm trong cơ thể, chìm đắm một lúc, ông ta nở nụ cười ác độc nhìn Tiêu Chính Văn, hung tợn nói, Tiêu Chính Văn, sáu sao thì đã sao chứ? Hôm nay Đồ Hưu tao sẽ trở thành người giết chết Long Soái sáu sao đầu tiên của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng nói, Xích Diệm Vương không xứng, ông càng không xứng. Đồ Hưu như bị kích thích, đứng dậy, từng bước bước về phía Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, khí thế cuồn cuộn cuốn lấy Tiêu Chính Văn. Một bước, hai bước, ba bước. Đồ Hưu bất chấp vết thương trên người, bước lên phía trước, sau đó tung cú đấm về phía Tiêu Chính Văn lần nữa. Dưới cú đấm nhanh như gió, mang theo khí thế không gì sánh kịp, tựa như ác ma nuốt chửng mọi thứ. Tiêu Chính Văn rút con dao quân đội năm cạnh ra, con dao bay xẹt về phía Đồ Hưu, va chạm với nắm đấm của ông ta. Chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Long Lân và Long Hình, nắm đấm bao trọn khí thế khủng bố của Đồ Hưu lại va chạm với con dao quân đội năm cạnh, không có bất kỳ âm thanh chói tai hay hình ảnh chói mắt nào, luồng khí thế khủng bố đó bao bọc lấy con dao quân đội năm cạnh. Leng keng. Con dao quân đội năm cạnh rơi dưới đất, còn dây xích Tiêu Chính Văn cầm trên tay cũng bị đứt đoạn, bẻ gãy hoàn toàn. Đồ Hưu trừng lớn hai mắt nói với Tiêu Chính Văn bằng giọng điệu trào phúng, sao nào, Tiêu Chính Văn, mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Con dao quân đội năm cạnh của mày thất bại rồi, mày còn có thể lấy cái gì để kiêu ngạo với tao? 5. 4. Tiêu Chính Văn âm thầm đếm trong đầu, mặc niệm cho tính mạng của Đồ Hưu. 3. 2. 1. Thời gian đếm ngược kết thúc, khí thế khủng bố trên người Đồ Hưu cũng đến cực hạn. Thế là cảnh tượng đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt ba vị Long Tôn của Điện Thần Long. Ngay lúc đó, khí thế khủng bố trên người Đồ Hưu đột nhiên biến mất. Chuyện gì thế này? Long Lân mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cục diện xoay chuyển. Long Hình cũng không thể tin được, Long Vương căn bản không hề triển khai khí thế sáu sao, sao khí thế của Đồ Hưu lại biến mất lần nữa? Long Nguyệt trầm tư một lúc, mới hiểu ra vấn đề, có lẽ, khí thế của Đồ Hưu biến mất vốn dĩ không liên quan gì tới khí thế sáu sao của Long Vương. Long Lân hình như nghĩ ra điều gì đó, chẳng lẽ, đây mới là con át chủ bài cất giữ bấy lâu của Long Vương. Long Nguyệt gật đầu, đồng ý với ý kiến của Long Lân. Phụt! Đồ Hưu phun ra máu tươi. Không chỉ khí thế trên người biến mất, ngay cả ánh mắt hung ác đỏ ngầu của Đồ Hưu cũng dần dần tan rã. Đồ Hưu ôm ngực, cố gắng cảm nhận khí thế đang cuộn trào trong cơ thể, nhưng trong chốc lát đã không còn bất kỳ sức mạnh nào. Nguồn sức mạnh vô song mà thuốc cấm sinh học mang tới cũng đã biến mất, một lúc sau đã không còn chút gì sót lại. Không, không thể nào. Ánh mắt Đồ Hưu thất vọng không thể tin được. Đột nhiên, Đồ Hưu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, gầm lên, rốt cuộc mày đã làm gì tao, mày đã làm gì tao, tại sao tao không cảm nhận được sức mạnh trong người nữa, tại sao? Chuyện bi thương nhất đời người, không phải chỉ là thất bại, mà là không biết lý do vì sao mình bị thất bại. 3. 2. 1. Tiêu Chính Văn bước tới chỗ Đồ Hưu, nhặt con dao quân đội năm cạnh lên. Đồng thời, Đồ Hưu không ngừng phun ra máu. A. Đồ Hưu bất ngờ cảm nhận được luồng sức ép cực kỳ mạnh, từ bên ngoài lồng ngực ông ta. Luồng sức mạnh này từ mọi phía đang cuồn cuộn trong cơ thể Đồ Hưu. Đồ Hưu ngã xuống đất, lăn qua lộn lại. Nhìn kỹ đi, hai người hãy chú ý trên người Đồ Hưu. Giống như có thứ gì đó đang làm loạn tại các huyệt đạo trên người ông ta. Long Lân như nhìn ra gì đó, lớn tiếng nói với Long Hình và Long Nguyệt. Long Hình và Long Nguyệt nhìn kỹ Đồ Hưu, tập trung quan sát. Không sai, thực sự xuất hiện rồi. Dưới ánh sáng lấp lánh, một thứ nhỏ bé như kim châm mang theo ánh sáng trắng đang làm loạn trên người Đồ Hưu, vừa nhỏ vừa tinh vi. Chính là kim châm. Hóa ra, tuyệt chiêu mà Tiêu Chính Văn cất giấu chính là thuật kim châm giết người. Những chiếc kim châm nhỏ bé đang đâm vào từng huyệt trên người Đồ Hưu, nó chính là kẻ đầu sỏ khiến cho khí thế trên người Đồ Hưu biến mất. Thực tế, ngay từ lúc đầu giao đấu, Tiêu Chính Văn đã cắm kim châm lên huyệt của Đồ Hưu, mặc dù không phải đòn chí mạng nhưng điều đáng nói là, nhắm chuẩn vị trí huyệt đạo từ xa, có thể thấy được rằng Tiêu Chính Văn có khả năng điều khiển được kim châm vào huyệt đạo. Dưới cơn đau đớn quằn quại, trên trán Đồ Hưu đã chảy rất nhiều hạt mồ hôi to như ngọc trai. Nếu bây giờ đến trước mặt Đồ Hưu, nhất định có thể nhìn thấy, trên mặt Đồ Hưu đã tái nhợt không còn giọt máu,
cả người biến thành lão già nhợt nhạt. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng, đồ hưu, ông đã từng hối hận khi động tới vợ con tôi, thậm chí là đã ra tay với tôi chưa? Ha ha ha! Đồ hưu lạnh lùng nói, chủ soái Bắc Lương thì đã sao, Long Vương Điện Thần Long thì thế nào, mày có biết thời khắc hạnh phúc nhất đời này của tao là gì không? Đó là khi phái Phi Tiêu đi giết mày. Tao không hối hận vì đã ra tay với mày, tao chỉ hối hận đã không giết được mày. Nếu cho tao thêm cơ hội, nhất định tao sẽ đích thân đi giết mày. Ngoài ra, người vợ đẹp như hoa của mày, đứa con gái ngây thơ của mày, mỗi người bọn họ đều sẽ chạy không thoát, sẽ trở thành món đồ chơi của tao. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, bước nhanh về phía trước, một chân đạp mạnh lên người đồ hưu. Rắc! Xương sống lưng của đồ hưu bị gãy, vỡ nát. A! Cơn đau dữ dội từ sau lưng ập đến, trong phút chốc đã đau tới thấu tim đồ hưu. Đồ hưu trợn tròn mắt, suýt ngất ngay tại chỗ. Trước đó đồ hưu không dám ra tay với anh, đến giờ không những ra tay hung tợn, mà thậm chí còn sử dụng thuốc cấm sinh học không được lưu truyền. Có thể nói, sau lưng đồ hưu nhất định có thế lực không tầm thường. Một sát thần đồ hưu, không có bất kỳ tác dụng nào, bắt buộc phải tóm được kẻ chủ mưu sau lưng đồ hưu, mới có thể tiêu diệt được đối thủ của anh ngay từ đầu. Tiêu Chính Văn lại bước tới trước, ánh mắt lạnh lẽo nói, cho ông thêm một cơ hội, nói, rốt cuộc là ai đã chỉ thị cho ông đến đối phó với tôi. Đồ hưu mở miệng, lộ ra hàm răng nhuộm đầy máu tươi, hung ác nói, cả đời này của mày e là vĩnh viễn cũng không biết đối thủ của mày là ai, mày không đoán được đâu, ông ấy ẩn nấp trong hồi ức của mày, ông ấy ẩn nấp trong cuộc sống của mày, ẩn nấp bên cạnh người nhà mày. Mày thua rồi, tao nhất định sẽ đợi mày trước cửa địa ngục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.